lục tịnh bình bên trong có một cái đỉnh phong yêu vương còn có hách lão hắn không biết hai người tiến vào có thể hay không bị yêu vương khí tức ép tới sụp đổ nhưng giờ phút này cũng là chuyện không có cách nào khác hắn lần nữa bắt đầu thuấn di thân thể tại vòng bảo hộ cách đó không xa ngưng kết trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước đánh xuống một đạo hồng quang sáng lên rất nhanh mấy vạn tiểu hỏa long gào thét mà ra giang giật vận dụng hắn cái kia chung giai đạo văn công kích muốn nếm thử hạ phá đi vòng bảo hộ Phanh 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 phanh, phanh liên tiếp tiếng nổ vang lên phòng bảo hộ quang mang lấp lánh không bớt nhưng quả thực là không có nửa điểm bị dung chuyển dấu hiệu a à, hai tên thần du ám vệ ngược lại là bị hắn hù dọa công kích này uy lực đều có thể so thần du đỉnh phong giang giật cho lúc trước người ấn tượng nhất cường đại thần thông chỉ có sát lục chân ý cùng hỏa linh thạch mới trôi qua bao lâu thời gian lực công kích cũng như thế hung tàn nhiếp chính vương một người nhìn thấy giang giật trong đôi mắt đều là thất vọng quát khẽ nói người khác đừng uổng phí sức lực Tòa cổ trận này là Vu Thần năm đó lưu lại, có 12 khối đặc thù phù thạch. Phù này thạch bình thường có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, tích lũy năng lượng kinh khủng dị thường. Dựa vào chúng ta điểm ấy công kích lực độ, không có mấy tháng là thẻ bất phá. Vu Thần lưu lại phù thạch, Sang giật mày kiếm vẩy một cái, hắn kỳ thật muốn phá mất đại trận này quá đơn giản, chỉ cần đem yêu vương thả ra là được. Bất quá đỉnh phong yêu vương khí thế quá mạnh, lập tức sẽ kinh động ngân hoa bà bà sở dĩ hắn mới muốn dựa vào năng lượng của mình phá mất đại trận này, lại mang theo vân phỉ bọn người đào tẩu. Giờ phút này bị cái này thần du ám về một nhắc nhở, trong đầu của hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, thuấn di ra vòng bảo hộ bên cạnh, trong tay hắn một khối lệnh bài màu đen thoáng hiện, nguyên lực quán chú nhanh chóng đem lệnh bài hướng vòng bảo hộ tới gần. Suy suy, chuyện thần kỳ phát sinh, phu thần cho giang giật lệnh bài, đụng một cái sở vòng bảo hộ kia, toàn bộ vòng bảo hộ thế mà quang mang lé lên, sau đó đột nhiên biến mất xoạt toàn trường xôn xao phía ngoài những cái kia ngay tại phóng thích phu thuật cường giả toàn bộ trợn tròn mắt phu hậu đôi mắt đẹp cũng co rụt lại sắc mặt dây lát biến nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại khẽ kêu nói phát tín hiệu hướng ngân hoa bà bà cầu cứu đã muộn giang giật thân thể lóe lên suốt chúng trong đám người đôi mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay một cô kinh khủng tới cực điểm sát khí từ trên người hắn tuôn trào ra đem toàn bộ hiền vương phủ người bao phủ đi vào trong mắt của hắn cũng khóa chặt hoa dung thất sắc phu hậu, nhếch miệng cười nói, phu hậu, không biết người đây là phân thân vẫn là bản tôn nếu không trước khi chết cho người thêm cảm khái một chút quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã chết. chương 373, Dường Oai, phu thần cổ trận bị phá, sự thật này để rất nhiều người khó có thể tiếp nhận, phu thần từ trước tại thiên huyền quốc liền là vô địch biểu tượng, đại hạ quốc kim cương cường giả tiến vào vu thần cấm địa về sau, không còn có đi tới. Tại thiên huyền quốc con dân trong lòng, Vô thần thực lực đã sớm đạt đến thiên quân cảnh, hắn vô thuật cùng cấm chế trình độ càng là vô tiền khoáng hậu. Vô thần cổ trận là năm đó vô thần lưu cho Vân gia con em, hắn rời đi trước đó nói một câu, tòa cổ trận này coi như phổ thông kim cương cường giả đều rất khó công phá, Vân gia con em nếu là tao ngộ nguy hiểm diệt tộc lúc, có thể mở ra đại trận này tự vệ. Sự thật chứng minh tòa cổ trận này hoàn toàn chính xác rất cường đại, 900 năm trước Thiên Huyền quốc nhất tộc đột nhiên làm phản đánh vào vương cung lúc ấy cấm vệ quân bị điệu hổ ly sơn điều đi hơn phân nửa vân ra suýt nữa diệt tộc cuối cùng chính là cái này đại trận mạnh mẽ ngăn cản mấy trăm thần du cường giả một ngày hai đêm công kích chờ đến cần vương đại quân vân ra mới có thể có dùng bảo tồn lại đại trận này bị giang giật phất phất tay phá đi người nói mọi người làm sao không khiếp sợ tại giang giật sát lục chân ý phóng thích về sau tất cả mọi người bị một cỗ kinh khủng sát khí bao phủ trong lòng bọn họ chấn kinh biến thành sợ hãi tại một chút thần du cường giả tối đỉnh phát hiện thân tử không có thể động nội tâm căn bản đề không nổi nửa điểm chiến ý về sau càng là sợ hãi tới cực điểm vua hậu vì hôm nay kế hoạch hoàn toàn chính xác phong tỏa toàn thành giờ phút này bên ngoài đều là cấm vệ quân bất kỳ người nào dám can đảm loạn động đều sẽ giết chết bất luận tội vua hậu còn tự thân hạ chỉ ý sở dĩ cho dù có người có thể đưa tin cho quốc chủ cũng sẽ cân nhắc sau đó vu hậu trả thù sở dĩ rất có thể không ai hội đưa tin cho quốc chủ quốc chủ bọn hắn đối thành nội tình huống không biết chút nào, giang giật liền có thể nhẹ nhõm huyết tẩy toàn thành. Hạ phố thành bên ngoài đại chiến, thiên huyền quốc đi 30 vạn đại quân, ở đây có một ít tướng quân tự tự mình tham chiến, bọn hắn mắt thấy giang giật biến thái thực lực, giết người như giết chó. Giống như hắn thật sự có tâm huyết tẩy toàn thành, sợ là các nước chủ hòa ngân hoa bà bà khi trở về, huyền thiên thành đã biến thành luyện ngục. Hưu, Giờ phút này Giang Giật tựa hồ đang chuẩn bị làm như vậy hắn thân thể như cuồng long hướng vu hậu phóng đi, trong tay hỏa long kiếm không trần chờ chút nào hướng vu hậu đánh xuống hai đầu hỏa long và mấy chục vạn cái phong long mang theo hủy diệt hết thảy khí tức gào thét mà đi phốc hai đầu hỏa long còn không có khoảng cách ba bốn trượng vu hậu lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sau đó cả người đột một biến mất tại nguyên chỗ phanh phanh hai đầu hỏa long gào thét mà qua đập vào vu hậu cưới xe ngựa phía trên kia xe ngựa sang trọng lập tức bị tạc nứt khí lưu cường đại xung kích đem phụ cận gần trăm cấm vệ quân đều đánh bay ra ngoài hiện trường một mảnh hỗn độn thuấn di giang giật biến sắc ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc vang lên bên tai vân phỉ cái kia thần du ám vệ truyền âm nhiếp chính vương đây là huyết độn vu thuật cái này vu thuật chỉ có thể dùng một lần mà lại vu hậu trốn không thoát quá xa giờ phút này khẳng định tiềm phục tại phụ cận ngươi nhanh tìm kiếm một phen chớ để cho nàng chạy trốn huyết độn giang giật lông mày nhíu lại con mắt đột nhiên nhắm lại hai tia hắc sắc nguyên lực đi lỗ tai thính lực của hắn thoáng cái trở nên kinh khủng Toàn bộ hiền vương phủ bên trong sở hữu tiếng vang đều ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thậm chí nơi xa góc tường mặt đất, mấy cái quắc quắc tiếng kêu đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Phía tây, trong mắt của hắn đột nhiên mở ra, hắn cảm nhận được phía tây không khí lưu động có chút dị thường, có thể ẩn ẩn có thể nghe được một tia nhanh chóng bôn tẩu tiếng xé gió. Phu hậu, còn muốn trốn, hắn hai chân trầm xuống, mặt đất chấn động, thân thể như cuồng long vào tới, hướng hiền vương phủ tây muôn cuồng sông mà đi. Giết, giang giật khẽ động, phụ cận sát khí tự nhiên cũng liền yếu đi, vu hậu mấy tên thần du đỉnh phong thủ hạ, toàn bộ liều chết động. Bọn hắn đều trúng vô hậu cổ độc, vu hậu chết bọn hắn cũng không sống nổi, tự nhiên muốn kéo giang giật. Ong ong, suy suy, ầm ầm, mấy người đồng thời thả ra vô thuật, trên bầu trời vẫn thạch, lôi điện, phong nhận, băng bào chút xuống, mấy người còn không muốn mạng hướng giang giật chạy như điên, người giữa không chung đều lấy ra binh khí thả ra nguyên lực công kích, muốn chết giang giật lúc đầu đáp ứng vô thần hết sức bảo toàn vân gia nhất tộc cũng liền không muốn đại khai sát giới giờ phút này nhìn thấy đám người này ngược lại động thủ trước lập tức giận không thể nghỉ trong nhóm người này có lẽ có vân gia con em nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy ông hắn thân thể lóe lên thuấn di trở về sát lục chân ý lần nữa bao phủ đám người này ánh mắt của hắn như dao tại động thủ mấy tên thần du đỉnh phong trên mặt đảo qua rét cam cam nói đã các ngươi muốn chết ta liền thành toàn các ngươi. Hắn thân tử không đoạn lấp lóe, hỏa long kiếm như du long đâm ra, nương theo lấy từng đạo kiếm minh, từng cái cường giả thân thể bị xoắn thành mảnh vỡ, sát lục chân ý cùng thuấn di phối hợp quá hung tàn, rất nhiều người căn bản đều phản ứng không kịp tựu bị chém giết. Âm, um, vu phu hậu thủ hạ tối cường tám người toàn bộ bị chém giết, giang giật ánh mắt lúc này mới tại hiền vương phủ bên trong hơn một ngàn cấm vệ trên mặt đảo qua, quát khẽ nói ta hôm nay chỉ giết phu hậu, ai dám ngăn trở, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ông, Giang giật thân thể liên tục không ngừng thuấn di mà đi, phu hậu về phía tây bên cạnh bỏ chạy, không cần phải nói nghĩ ra cửa thành phía tây, hướng quốc chủ cùng ngân hoa bà bà cầu cứu, hắn một đường về phía tây bên cạnh thuấn di, tự nhiên có cơ hội chém giết nàng. Hưu, Giang giật vừa đi, những cái kia cấm về quân đều trần chờ phu hậu cùng vân phỉ vân hiền hai bên nội đấu, bọn hắn giúp ai đều không tốt. Mà lại vân hiền bên này còn ra hiện một cái giang giật, điều này càng làm cho người vì khó khăn. Giang giật thực lực quá mạnh, thần du đỉnh phong như chặt như dưa hấu, bọn hắn coi như đuổi theo giết cũng chỉ có thể không công chịu chết. Nhưng bọn hắn lại không thể đứng đấy bất động, quốc chủ trở về còn không phải sợ ra các của bọn hắn. Hưu, một tên thống lĩnh đôi mắt nhất chuyển, trong tay một viên đạn tín hiệu đột nhiên bay lên không, ở giữa không trung nổ tung, còn lại thống lĩnh cùng vu hậu người bên kia cũng tỉnh ngộ lại, rất nhiều người lập tức phát ra đạn tín hiệu. Bang, 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 rất nhanh hiền vương phủ trên không từng cái yên hoa chán phóng, mặc dù là ban ngày, nhưng cũng chiếu sáng toàn bộ huyền thiên thành tiếng vang kia càng là truyền khắp huyền thiên thành phương viên trăm dặm truy một tên thống lĩnh vung tay lên suốt lĩnh cấm vệ quân hướng giang giật đuổi theo nhưng rõ ràng không có đem hết toàn lực đều tại làm bộ dáng nếu là hai mạch tại nội đấu bọn hắn không tốt chạm đội dứt khoát làm dáng một chút chờ quốc chủ trở về làm chủ ô ô vương cung phương hướng cũng rất nhanh vang lên tiếng kèn từng đội từng đội cấm vệ quân hướng bên này băng băng mà tới toàn bộ huyền thiên thành đều như sôi đằng chảo dầu khắp nơi đều là cấm vệ quân hướng giang giật điên cuồng dũng mãnh lao tới bởi vì giang giật ngay tại truy sát một tên người mặc phượng bào tuyệt mỹ nữ tử tại huyền thiên thành nội có thể mặc phượng bào chỉ có vu hậu làm sao bây giờ giang giật nhìn thấy giữa không trung tỏa ra pháo hoa nhìn xem bốn phương tám hướng hướng hắn chen chúc mà đến cấm vệ quân nhìn qua nơi xa như một cái u hồ không ngừng tại trên nóc nhà nhảy vào chạy trốn vu hậu hắn trong con người hiện lên một tia trần chờ. đạn tín hiệu khẳng định sẽ kinh động quốc chủ cùng ngân hoa bà bà hắn giờ phút này đi, còn có cơ hội mang theo vân phỉ vân hiền đào tẩu. Nhưng vu hậu đang ở trước mắt, tâm trí của người này quá độc, không giết nàng ngày sau sợ là lại có liên tục không ngừng phiền phức. Cuối cùng hắn cắn răng tiếp tục không ngừng thuấn di hướng vu hậu đuổi theo, căn bản không nhìn phụ cận đường đi, hẻm nhỏ, trong sân bay vụt mà đến cường giả, toàn bộ dùng sát lục chân ý chân áp, để bọn hắn đều không có cơ hội tới gần, phóng thích công kích. Chết, mấy chục hơi thở thời gian về sau, hắn rốt cuộc đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến hơn một ngàn trượng khoảng cách, phù hậu bản tôn thực lực không tệ, đạt đến thần du ngũ trọng. Đáng tiếc vừa rồi phóng thích huyết độn vu thuật nguyên khí đại thương, tốc độ chậm không được không ít, nhẹ nhóm bị giang giật đuổi kịp. Hưu, ngay tại giang giật lần nữa thuấn di, tới gần vu hậu dùng sát lục chân ý chân áp đối phương, chuẩn bị chém giết nàng thời điểm. Phía tây bầu trời một đạo thân ảnh màu bạc phá không mà đến, như một đạo màu bạc thải hồng hoa phá thiên tế, chỉ là trong chớp mắt tựu đã tới giang giật cùng vu hậu trên không. Một đạo càng kinh khủng khí tức cũng bao phủ cả tòa huyền thiên thành, đem giang giật cũng cho trấn áp đến không thể động đậy. Đồng thời, một đạo lạnh lẽo tới cực điểm thanh âm vang vọng khắp nơi, giang giật ngươi lá gan rất béo tốt a à lại dám đến huyền thiên thành dương oai lúc này lão thân xem ai có thể bảo vệ ngươi. chương 374, vu hậu, chết, ngân hoa bà bà, vu thần sơn rời đi huyền thiên thành có một canh giờ lộ trình, giờ phút này theo tính toán quốc chủ hẳn là còn ở vu thần sơn tế tự bên trong, hoa anh đào bà bà làm sao tới đến nhanh như vậy. Không chỉ có là giang giật kinh nghi, phù hậu mấy người cũng rất nghi hoặc, bất quá phù hậu đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, nàng khẽ kêu, bà bà, vân phỉ vân hiền cấu kết giang giật muốn ra hại bản hậu, vô pháp vô thiên, ngài mau ra tay chém giết giang giật. Hiu, nơi xa đi theo giang giật sau lưng các cường giả, nhao nhao nổ bắn ra mà lên. Ngân hoa bà bà tới, Giang giật không có cách nào tổn thương bọn hắn, tự nhiên đều lao ra ngoài, rất nhiều người cũng liền âm thanh quát lớn, lên án giang giật tội ác. Đại cung phụng, khoan động thủ đã, càng xa xôi hai thân ảnh mà đến, rõ ràng là vân phỉ vân hiền ám vệ, một người thật xa tự quát khẽ, việc này rõ ràng là vương hậu phải thêm hại hai vị điện hạ, nàng đêm qua vụng trộm đem vu thần cổ trận chuyển rời đến hiền vương phủ bên trong, chính là muốn ra hại hai vị điện hạ cùng nhiếp chính vương. Mà lại giờ phút này hai vị điện hạ còn tại nhiếp chính vương lục tịnh bình bên trong, đại cung phụng nếu là giết giang giật, hai vị điện hạ có thể cũng muốn đi theo vẫn lạc, mời đại cung phụng các loại chờ vương thượng trở về thẩm vấn tinh tường lại động thủ không muộn. Hoa, từng đạo quát lớn âm thanh, để huyền thiên thành nổi vỡ tổ, rất nhiều con dân mặc dù không dám ra đến người xem, nhưng phụ cận trong sân bình dân đều không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, phụng trộm quan sát, như thế kình bạo sự tình thế nhưng là mấy trăm năm không có phát sinh. Trọng yếu nhất chính là, danh mãn thiên hạ Giang Giật thế mà bị liên lụy trong đó. Giang Giật không nói một lời, đứng ngạo nghễ tại một cái trạch viện nóc nhà, cũng không thấy nửa điểm kinh hoàng, ánh mắt u u cùng giữa không trung ngân hoa bà bà đối mặt. Bên cạnh cách đó không xa vô hậu vẫn như cũ bị hắn sát lục chân ý bao phủ, bất quá bởi vì ngân hoa bà bà trấn áp Giang Giật, trên người hắn sát khí mới không có khủng bố như vậy, nếu không giờ phút này vô hậu ngay cả nói chuyện cũng không thể. Hừ, vô hậu thấy có người thay Giang Giật giải thích, còn muốn tuyên bố các nước chủ trở về, Ngân hoa bà bà cũng không động thủ, đôi mắt đẹp lấp lánh một vòng, khẽ kêu, giang giật thân là đại hạ quốc nhiếp chính vương, lặng yên chui vào huyền thiên thành, còn trước mặt mọi người truy sát bản hậu, việc này coi như thủy quan chủ, yêu hậu ở đây, cũng sẽ không bang lý bất bang thân A à còn có cái gì có thể nói không giết giang giật, như thế nào dương nước tạo uy bà bà ngài còn chưa động thủ. Ôn ao, một mực trầm mặc không nói giang giật rốt cuộc lên tiếng, thanh âm hắn rõ ràng dùng nguyên lực quán chú, như lôi minh điện giống chấn động đến phía dưới bình dân màng nhĩ đau nhức tại hắn mở miệng thời điểm thân thể của hắn cũng đột một biến mất tại nguyên chỗ một giây sau tại vua hậu bên người ngưng kết hỏa linh châu tại một sát na kia ở giữa thi pháp gia vạn trượng quang mang giữa không trung cầm trong tay quyền trượng ngân hoa bà bà sắc mặt dây lát biến nghiêm nghị quát to dừng tay giang giật ngươi dám động vương hậu lão thân định để ngươi chết không có chỗ trôn suy suy đáp lại vua hậu chính là hỏa linh châu bên trong liên tục không ngừng toát ra địa hỏa, phu hậu hoàn toàn bị chân áp, căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị địa hỏa thôn phệ, cuối cùng đốt thành hư vô. Chết, ngân hoa bà bà giận dữ, quyền trượng múa, một tay kết ấn, bốn phía thiên địa nguyên lực nhanh chóng hướng nàng dũng mãnh lao tới, rất nhanh ngưng tụ một cái bàn tay lớn màu trắng, đột nhiên hướng giang giật vỗ xuống. a à, trốn, phụ cận quân sĩ cùng cường giả toàn bộ sắc mặt đại kinh bọn hắn theo cái kia đại thủ ấn bên trong cảm nhận được không thể kháng cự, không thể chống cự, ngân hoa bà bà nổi giận một kích, bị vỗ chúng tuyệt đối sẽ hóa thành cho bụi. Giang giật không có trốn, bởi vì hắn căn bản trốn không thoát, kia kinh khủng đại thủ ấn khóa chặt hắn, cho hắn cảm giác coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cái kia đại thủ ấn cũng sẽ chụp chết hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia diếu cợt, cũng không có cái gì cử động, chỉ là hỏa linh châu sáng lên, một cái lục sắc cái bình xuất thủ bên trong, hắn quán chú một tia nguyên lực, lục tịnh bình trong nháy mắt phát sáng lên. Ngao, một đạo trầm muộn gào thét bóng dương vang lên, ngay sau đó một đạo kinh khủng đến cực hạn khí tức đột nhiên xuất hiện, khí tức kia dị thường bạo ngược hung tàn kinh khủng, tựa như trong địa ngục đi ra viễn cổ ác ma, muốn thôn vệ hết thảy sinh linh. Suy suy, không gian rung động, một cái khổng lồ cửa thú cũng lộ ra nó giữ tận thân ảnh, nó vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, đỏ vàng sắc trong thân thể quang mang vạn trượng, quang mang kia còn ẩn ẩn lưu động, hướng trên đầu hỏa hồng sắc độc giác dũng mãnh lao tới rất nhanh một đạo hồng sắc quang trụ theo nó độc giác bên trên mà ra, như trường hồng quán nhật mà đi, trong nháy mắt cùng giữa không trung che dưới đại thủ ấn chạm vào nhau. a à, à, toàn thành võ giả thân thể cùng linh hồn đều run rẩy như thế cường đại yêu thú cùng ngân hoa bà bà giao chiến, kinh khủng đến cỡ nào bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Tại thời khắc này tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu xong, tất cả mọi người xong, huyền thiên thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Bành, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người chấn kinh ngạc chính là hai đạo năng lượng chạm vào nhau, nhưng không có bộc phát kinh khủng bạo tạc, ngược lại chỉ là vang lên một đạo rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó càng quỷ dị tình huống xuất hiện, cái kia đại thủ ấn lại trực tiếp bị cột sáng đánh xuyên, hỏa hồng sắc cột sáng phá không mà đi, đại thủ ấn chậm rãi tiêu tán trên không trung. Suy suy, hỏa hồng sắc cột sáng lên cao vạn trượng uổng phí phía trên, sau đó ở trên không trung đột nhiên nổ tung, như một đóa to lớn hoa hồng tỏa ra, bốn phía tầng không gian tầng bị xé nứt, bầu trời xuất hiện đạo đạo xấu xí nhỏ bé vết rách, một đạo chấn thiên tiếng nổ mới truyền đến, đem vô số người màng nhĩ đều chấn động đến chảy máu, một khắc này hoàn toàn mất thông. Dầm dầm rầm, bầu trời phong vân còn tại lăn lộn, phía dưới một cỗ cuồng phong càn quấy, đem thành nội rất nhiều cũ kỹ kiến trúc thổi đến sụp đổ, cũng đem rất nhiều đường phố xe ngựa thổi vượt qua, rất nhiều trên đường không có thực lực bình dân thổi đến ngã trái ngã phải, một chút thiếu nữ váy cũng bị cuốn lại, gây nên các nàng kêu sợ hãi liên tục, giờ khác này toàn bộ huyền thiên thành người đều tựa hồ cảm giác tận thế hàng lâm. Ây, thành nội quân sĩ cùng cường giả nội tâm toàn bộ một lục bộp, bọn hắn ngửi thấy khí thức tử vong, nhìn qua cái kia đứng ngạo nghễ giữa không trung đỏ vàng sắc cửa thú, bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Ngân hoa bà bà nổi giận một khích, coi như không hề sử dụng toàn lực, chỉ ít cũng vận dụng tám thành thực lực. Nhưng cái này yêu thú sau khi ra ngoài, nhẹ nhóm một lần công kích là có thể đem ngân hoa bà bà đại trưởng ấn đánh sơ xác điều này nói rõ cái này yêu thú thực lực, cùng ngân hoa bà bà hoàn toàn là hai cái cấp bậc, mà cái này yêu thú là giang giật thả ra. Nói một cách khác, giang giật có được chúa tể toàn bộ huyền thiên thành người sinh tử, nếu là hắn muốn huyết tẩy huyền thiên thành, tất cả mọi người muốn chết, thiên huyền quốc đều có thể muốn diệt quốc. Giang giật tính cách, thiên hạ nổi danh, kiệt ngạo bất tuần, tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo. Phu hậu vừa rồi xuất lĩnh đại quân vây giết Giang Giật, đã triệt để chọc giận hắn, sở dĩ mọi người mới ngửi thấy khí thức tử vong rất nhiều người ánh mắt khóa chặt sừng sướng tại một tòa lầu các nóc nhà cái kia đạo suy nhiều thân ảnh, nhìn qua cái kia bởi vì cuồng phong thổi đến bay đầy trời tóc đỏ, nhìn qua hắn vẫn như cũ huyết hồng trong đôi mắt tâm bùi ngùi mãi thôi. 17 tuổi thiếu niên, có được diệt một nước thực lực, giang giật cũng coi là vạn năm qua người thứ nhất. a à, trên bầu trời ngân hoa bà bà cũng bị hù dọa, nàng có thể cảm nhận được nhai tí thú cường đại, nàng rõ ràng hơn nhai tí thú vừa rồi nếu là muốn giết nàng, giờ phút này sợ là đã chết nàng không có bất kỳ cái gì cử động, ánh mắt khóa chặt nhai tí thú, trong con người đều là kinh nghi, tựa hồ tại ngờ vực vô căn cứ cái gì. Hưu, đúng lúc này, thành tây phương hướng hơn 10 đạo thân ảnh mà đến, mười mấy người đều là thần du đỉnh phong, tốc độ như kích quang điện ảnh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu xông vào trong thành. Mười mấy người bên trong có một vị bị người mang theo, người mặc màu vàng sáng long bào trung niên nhân, hắn thật xa tự quát khẽ, bà bà, chớ lộn xộn. Vương thượng, vô số người kinh hô lên, sắc mặt dây lát biến, nội tâm hoảng hốt, như thế thời khắc thiên huyền quốc quốc chủ Vân Kình Thiên cư vậy mà xông vào trong thành, đây là muốn thiên vong thiên huyền quốc sao. Càng làm cho mọi người kinh hãi còn tại đằng sau, Vân Kình chăn trời người mang theo sông lại về sau, thế mà trên đường. Thẳng tiếp đơn dưới gối quỳ, bên người sở hữu thần du cường giả cũng quỳ xuống. Vân Kình Thiên cung kính vô cùng xá một cái về sau, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kích động hú giải nói, Vân gia thứ 136 đời tử tôn Vân Kình Thiên, gặp qua thánh thú đại nhân. chương 375, Vân Hiền nhất định phải làm thái tử. Thánh thú đại nhân, xương hô này rất đặc biệt, bất quá có thể làm cho thiên huyền quốc quốc chủ đều quỳ xuống yêu thú, thân phận khẳng định không hề tầm thường, rất nhiều mắt người trong mắt đều mê mang, đương nhiên cũng có nhiều người hơn trong nháy mắt tỉnh ngộ, tỷ tỉ như ngân hoa bà bà. Thánh thú vô thần linh thú, không sai, cùng trên tư liệu ghi lại giống nhau như đúc, đây là nhai tí thú. Ngân hoa bà bà đôi mắt nghi ngờ lập tức mất đi, cũng biết vì sao vừa rồi kia yêu vương không có đánh giết nàng, nàng thân thể nhanh chóng bay xuống tới, đi theo quốc chủ cùng một chỗ quỳ xuống, cung kính nói tham kiến thánh thú đại nhân. quốc chủ cùng ngân hoa bà bà đều quỳ xuống, những người còn lại mặc kệ tỉnh mộ, vẫn là không có hiểu rõ đều nhau nhau quỳ xuống, toàn bộ cung kính hành lễ nói tham kiến thánh thú đại nhân. từng mảnh từng mảnh dưới người quỳ, hành lễ quát lớn âm thanh liên tiếp vang vọng toàn bộ huyền thiên thành. Ây, giờ khắc này giang giật ngược lại kinh ngạc không nghĩ tới vu thần tại thiên huyền quốc lại có như thế uy vọng liền quốc chủ đều muốn cho hắn năm đó thuần phục linh thú quỷ xuống đương nhiên yêu vương thực lực mạnh như vậy cũng có nhất định nguyên nhân a à. nhai tí thú ngẩng đầu đứng ngạo nghễ hư không một bộ túm không kéo mấy dáng vẻ căn bản không có xem thiên huyền quốc quốc chủ một chút trở thành nội hoàn toàn an tĩnh lại về sau nó lúc này mới hờ hững liếc nhìn phía dưới ngân hoa bà bà một chút muộn thanh muộn khí nói ra vân ra con em là một đời không bằng một đời chủ nhân nếu có thể nhìn thấy sợ là phải thương tâm, ai? Chúng ta có tội, thẹn với vu thần, thẹn với liệt tổ liệt tông. Vân Thiên Kình bọn người lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ bái phục xuống dưới, thân thể đều cung xuống dưới không dám đứng dậy. Giang giật càng kinh ngạc, không bằng hắn nội tâm ngược lại là thở dài một hơi, chỉ ít không cần tại sử dụng bạo lực, hắn cũng đáp ứng vu thần hết sức bảo vệ vân gia nhất mạch, còn có vân phỉ đám người quan hệ, tăng thêm vân hạc vân lộc vu hậu đều bị giết, hắn đối vân gia cũng chưa nói tới chán ghét. Sở dĩ hắn dừng một chút, trong tay lục tịnh bình sáng lên, ba đạo nhân ảnh ra khỏi phòng đỉnh phía trên. Hắn rất lo lắng vân phỉ bọn người bị nhai tí thú khí thức ép tới tinh thần buôn hội, sở dĩ giờ phút này an toàn, tự nhiên trước tiên đem ba người phóng xuất. Hô hô, ba người vừa ra tới về sau, lập tức từng ngụm từng ngụm thở, hiển nhiên ở bên trong rất là kinh khủng, mặc dù vừa rồi nhai tí thú đã ra tới, nhưng nó lưu lại ở bên trong uy áp, vẫn là để mọi người cảm giác tại trong chảo dầu dày vò khó chịu. a à, Vân Phỉ rất nhanh phát hiện không đúng, đôi mắt đẹp cũng thoáng cái phóng đại, Vân Hiền cũng phát hiện không đúng, con người mở tròn vo, nhìn một chút trên không cái kia to lớn cự thú, lại nhìn một chút phía dưới quỷ vân kình thiên, hắn dọa đến chân mềm nhũn quỳ theo xuống dưới. Hắc hắc, hách lão thấy rõ ràng hiện trường tình thế, tại Vân Phỉ muốn cùng quỳ xuống lúc, hắn đột nhiên kéo Vân Phỉ một cái nói, được rồi, không cần quỳ xuống, chúng ta đều an toàn, hắc hắc. Vân Hiền điện hạ thái tử chi vị sợ là chạy không được. Ây, Vân phỉ mơ hồ nháy nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía giang giật, cái sau cười nhạt một tiếng, hướng phía dưới vân kình thiên bọn người khua tay nói, được rồi, đều đứng lên đi, bất quá vân kình thiên ngươi thật sự có tội, giống như không phải ta đuổi tới huyền thiên thành, sợ là vân phỉ cùng vân hiền đều muốn bị vu hậu đánh chết. Còn có ngân hoa bà bà, không phân tốt xấu liền muốn xuất thủ, giống như không phải vu thần, lần này định chém giết ngươi. Hoa, giang giật gây nên phụ cận một mảnh bạo động, vô số người còn không rõ tự lý bản năng nhìn hầm hầm hắn, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, dám nói quốc chủ có tội hắn còn muốn chém giết ngân hoa bà bà. Chỉ là, phần tình ban ngày cùng ngân hoa bà bà biểu hiện lại để cho rất nhiều người không hiểu, các nàng ngẩng đầu xem xét giang giật một chút, lại xem xét nhai tí thú một chút, cuối cùng thế mà không dám đứng lên, cũng không dám đối giang giật biểu thị nửa điểm tức giận. Yêu vương cũng liếc nhìn giang giật, tựa hồ có chút bất mãn giang giật thay nó lên tiếng ra lệch, lạnh lùng hư một cái, đầu lại ngang lên, một bộ cuồng bá điều tạc thiên dáng vẻ giang giật xem xét nổi giận trong tay một khối lệnh bài màu đen xuất hiện nguyên lực quán chú một đạo khí thức khủng bố theo trên lệnh bài truyền đến lệnh bài vừa ra yêu vương lập tức sợ đêm y thuận nhãn nhìn thấy giang giật muộn thanh muộn khí nói giang giật là chủ nhân truyền nhân hắn có thể đại biểu chủ nhân hắn gọi các ngươi các ngươi còn không tranh thủ thời gian đứng lên a à, mặc dù vân kình ban ngày cùng ngân hoa bà bà đoán được nhưng cũng có chút kinh ngạc bọn hắn vội vàng đứng lên Vân Kình Thiên đối Giang Giật thật sâu khom người chào nói, Vân Kình Thiên tham kiến. Đại nhân, Giang Giật niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng theo bối phận tính toán lại cao hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, sở dĩ Vân Kình Thiên đều không biết gọi hắn như thế nào, chỉ có thể hàm hồ hô một tiếng đại nhân. Vân Kình Thiên bái, ngân hoa bà bà bọn người mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đi theo cúi đầu thăm viếng. Cái này cúi đầu, hách lão không cảm thấy cái gì, Vân Phỉ cùng Vân Hiền lại hù dọa, các nàng lão tử, còn có thiên huyền quốc thủ hộ thần tại thăm viếng các nàng đây làm sao bị vội vàng sợ hãi quỳ xuống. Đi, sự tình đến trình độ này, giang giật cảm giác rất là viên mãn. Phu thần tại thiên huyền quốc huy vọng, vượt xa hắn tưởng tượng, sớm biết dạng này, hắn đều chẳng muốn tốn sức, quang minh chính đại đến thiên huyền quốc, trực tiếp khâm điểm vân hiền là thái tử là được. Trong tay hắn lục tịnh bình sáng lên, một đạo lục quang đem nhai tí lồng thú che đậy đem nó thu vào, lúc này mới cùng vân kình thiên nói ra, để cho người ta đem hậu sự xử lý dưới, đi vương cung nói đi. Tốt, đại nhân trước hết mời. Vân Kình Thiên liên tục gật đầu, giang giật cũng không ra mồm, thân thể trực tiếp hướng xuống mặt lướt tới, hách lão theo sát phía sau, giang giật nhìn thấy Vân Phỉ cùng Vân Hiền không có theo tới, nhướng mày nói, đi thôi, hai vị điện hạ. Vân Hiền khóe miệng giật một cái, không dám trả lời, Vân Phỉ ngược lại là cười khổ nói ra, giang giật, người đi trước đi, chúng ta đi theo đằng sau là được. Các người cùng ta cùng đi, Giang giật rất cố chấp nói, còn lướt qua Vân Kình Thiên, cái sau lập tức cười làm lành nói, Phỉ Nhi, Huyền, nghe đại nhân. Tốt ha, à? Vân Phỉ ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, nàng tự nhiên biết rõ Giang giật cử động lần này ý nghĩa, lập tức cắn răng mang theo Vân Hiền đi theo Giang giật hướng vương cung đi đến, ngân hoa bà bà cùng quốc chủ Vân Kình Thiên theo ở phía sau, lại đằng sau liền là thiên huyền quốc thần du cường giả tối đỉnh, cùng chư vị tướng quân, còn có một đại đội cấm vệ quân. Dạng này kỳ quái đội ngũ, một đường hướng vương cung đi đến, gây nên toàn bộ huyền thiên thành bạo động, rất nhiều bình dân vụng trộm theo trong cửa sổ, trong hẻm nhỏ nhìn lén đều có chút trợn tròn mắt. Giang giật cùng vân phỉ vân hiền thế mà đi tại quốc chủ ngân hoa bà bà phía trước đây không phải lộn xộn sao. Vân phỉ cùng vân hiền cùng nhau đi tới, trong lòng bàn tay mở u bàn chân đều là mồ hôi lạnh, dị thường khó chịu cùng bất an. Nhìn qua phía trước hổ bộ long hành, lưng như kiếm giang giật, ánh mắt càng thêm phức tạp. Một nén nhan về sau, vương cung đến, Vân Thiên Kình lặng yên ám chỉ các vị đại tướng quân đi thu thập tàn cuộc, chăm sóc người bị thương, ổn định dân tâm vân vân. Hắn cùng Ngân Hoa bà bà tự mình đem Giang Giật nghinh tiến vào trong chính điện, còn để Giang Giật ngồi lên hắn vương vị, thái độ cung kính tới cực điểm. Giang Giật tùy tiện, không chút khách khí, ngồi lên chính điện bên trên vương vị, ánh mắt quét qua đại điện bên trong đứng đấy mọi người, vung tay lên nói, đều ngồi đi, ta biết các người muốn hỏi rất nhiều chuyện, bất quá ta trước nói một sự kiện cứ việc trước kia thiên huyền quốc đại quân cùng khai chiến qua, ta cũng giết các ngươi quốc gia một số người, lần này vua hậu cũng trăm phương ngàn kế muốn chơi chết ta, cùng ngân hoa bà bà vừa rồi kém chút chục chết ta, nhưng ta hết thảy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà lại chỉ cần ta không chết, ta sẽ dốc toàn lực giữ gìn các người vân gia, ta chỉ có hai điểm yêu cầu, vân hiền nhất định phải làm thái tử, vân phỉ nhất định phải. Gả cho chiến vô song, chương 376, quốc sư, Vân Hiền làm thái tử, Vân Phỉ gả cho chiến vô song. Trong chính điện đều là thiên huyền quốc đại nhân vật, nghe được Giang Giật đều có chút mất tự nhiên, giống như giờ phút này ngồi ở phía trên không phải Giang Giật, có lẽ bọn hắn hội dễ dàng tiếp nhận ta. Giang Giật là thân phận gì? Đại Hạ Quốc nhiếp chính vương, từ trước đến nay lục đại thế lực là quan hệ thù địch, tại hôm nay trước đó, rất nhiều người còn muốn lấy ước hẹn 3 năm kỳ đầy, muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh, đem Đại Hạ Quốc san thành bình địa trong lòng bọn họ giang giật chỉ là một cái dựa vào vận khí lên hoàng khẩu tiểu nhi, ở đây rất nhiều người đến đều có chút xem thường giang giật. Giang giật một cái ngoại thần, không chỉ có ngồi lên vương thượng bảo tọa, mới mở miệng thế mà can thiệp lên thiên huyền quốc nội chính vẫn là loại kia ở trên cao nhìn xuống, đế vương hạ chỉ ngữ khí. Nhưng mà, không cho đám người này phát thiết ra tâm tình bất mãn, Vân Kình Thiên lập tức mở miệng nói, đại nhân nói rất đúng, bắt đầu từ hôm nay, hiền nhi tức thái tử vị, còn như phỉ nhi cùng chiến vô song hôn sự, chúng ta bên này hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần chiến ra bên kia đồng ý là được. Đại nhân ý chí như cốc, khoan dung độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, kình thiên đại biểu thiên huyền quốc ngàn vạn con dân cảm ơn đại nhân, còn như về sau. Đại nhân sự tình, liền là toàn bộ thiên huyền quốc sự tình, bất kỳ người nào muốn cùng đại nhân đối nghịch, liền là cùng thiên huyền quốc là địch. Ây, toàn trường mộng, tự liền ngân hoa bà bà trong con người đều là chấn kinh ngạc, Vân Kình Thiên đầu óc có phải hay không bị lừa đá coi như Giang Giật đạt được vu thần truyền thừa thì thế nào coi như hắn có được một cái đỉnh phong yêu vương lại như thế nào. Ước hẹn 3 năm kỳ đầy, hắn cùng cái này yêu vương năng lực kháng Thanh Long Hoàng Triều cùng còn lại bốn quốc, Thanh Long Học Viện cùng Bách Hoa Học Viện Kim Cương Cường Giả. Định Vân Hiền là thái tử không có gì, cùng chiến gia thông gia cũng không phải đại sự, thiên huyền quốc ủng hộ Giang Giật, đây chính là muốn mấy đại thế lực đối kháng, một cái không tốt thiên huyền quốc đều muốn hôi phi yên diệt. Giang giật cũng rất là ngoài ý muốn, bất quá Vân Kình Thiên như thế trước mặt mọi người tỏ thái độ để hắn rất là hài lòng, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, chỉ cần có phần này tâm cũng không tệ, hắn cũng không muốn hỏi nguyên nhân, gật đầu nói tốt. Ta đã đáp ứng vu thần, chỉ cần không chết tất toàn lực giữ gìn các ngươi vân gia nhất mạch. Giang giật mặc dù bất tài, nhưng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, bất kỳ người nào muốn diệt các ngươi vân gia, đều phải tại ta giang giật trên thi thể bước qua. Đại nhân ân đức, kinh thiên vô cùng cảm kích, vân kình thiên nhất phát tay để mọi người ngồi xuống hắn ngồi lên bên trái vị trí thứ nhất có chút kích động mà hỏi đại nhân vu thần lão tổ tông còn sống xoạt đại điện bên trong lại là một mảnh rất nhỏ tiếng ồn ào vân kình thiên đầu óc không có vấn đề a ba ngàn năm qua đi vu thần trừ phi trở thành chân thần nếu không làm sao có thể còn sống ở trong nhân thế giang giật trầm ngâm một phen giải thích nói chết không bằng hắn còn có một tia tàn hồn tại vu thần trong cấm địa cái này tàn hồn là hắn lợi dụng cường đại vô thuật bảo lưu lại tới đáng tiếc nhiều nhất nửa năm đi hắn tàn hồn bên trong hồn lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ triệt để chết đi thì ra là thế vân kình thiên nhãn bên trong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lập tức mặt mũi tràn đầy nặng nề thở dài vu thần lão tổ kỳ tài ngút trời chỉ tiếc không thể bước ra một bước cuối cùng lúc vậy mệnh vậy buồn hồ ai tai về sau vân kình thiên lại hỏi một chút vu thần tình huống còn có vu thần trong cấm địa một ít chuyện bất quá không có nói Vân Lộc một câu, Vân Hạc sự tình cũng không có nâng. Hắn không đề cập tới Giang Giật đương nhiên sẽ không nói, giết người ta rồi nhi tử, chẳng lẽ lại còn muốn cùng hắn khoe khoang. Đại nhân, đã lão Tổ Tông chỉ có thời gian nửa năm, ngài vẫn là mau chóng xử lý một chút chuyện bên ngoài, đi vào trước đem lão Tổ Tông truyền thừa kế thừa xuống tới, nếu không lão Tổ Tông nghịch thiên vô thuật cùng cấm chế đều muốn thất truyền. Vân Kình Thiên lần nữa hỏi thăm một ít chuyện, lúc này mới đứng dậy nói đồng thời hắn trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng làm người ta giao cho giang giật nói đại nhân đây là kính thiên lệnh bài có này lệnh bài người tại thiên huyền quốc quyền thế đồng đẳng với ta bất kỳ người nào gặp lệnh bài như gặp ta dám can đảm không theo ngài coi như chỗ giết chết trễ chút ta cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ đại nhân liền là thiên huyền quốc quốc sư tốt lệnh bài ta nhận quốc sư ta cũng làm giang giật thu hồi lệnh bài cũng đứng lên nói, còn như chiêu cáo thiên hạ thì không cần, ta cùng thiên huyền quốc quan hệ, quốc chủ cũng muốn phong tỏa tin tức không phải truyền ra ngoài, giống như ước hẹn ba năm giang giật có thể thành công sống sót, các ngươi lại công bố không muộn. Tốt, sự tình làm được không sai biệt lắm, các ngươi chuyện vãn đi, trời sáng ta tự lên đường hồi trở lại đại hạ quốc, sự tình bình an về sau, ta sẽ lập tức vào vô thần cấm địa. Cái này, tốt ha, vân tình thiên nhãn bên trong hiện lên một tia cảm kích, Giang giật đây quả thật là đang vì thiên huyền quốc suy nghĩ a à, không muốn để cho thiên huyền quốc bị hắn liên lụy, lập tức hắn thật sâu vái chào lúc này mới cùng vân phỉ mở miệng nói, phỉ nhi, hiền, mang quốc sư đi nghỉ trước. Quốc sư, về sau coi như nơi này là nhà của người tốt, không cần giữ lễ tiết. Giang, quốc sư mời, vân phỉ cuốn quyết, lúc đầu thuận miệng muốn gọi giang giật, lời vừa ra khỏi miệng tự tỉnh ngộ lại vội vàng đổi giọng cung kính mang theo giang giật đi ra phía ngoài, Vân Hiền giờ phút này còn cảm giác đang nằm mơ, mơ mơ màng màng đi theo Giang Giật Vân Phỉ đi ra ngoài. Vương Thượng, Giang Giật vừa đi, thiên huyền quốc các đại nhân vật toàn bộ đều vỡ tổ, tất cả mọi người ánh mắt khóa chặt Vân Kình Thiên, chờ đợi giải thích của hắn. Vừa rồi Giang Giật tại cái này không tốt hỏi thăm, giờ phút này Vân Kình Thiên giống như không có có hợp lý giải thích, mọi người sợ là rất khó tiếp nhận. Ha ha, Vân Kình Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngân Hoa bà bà nói, bà bà, chấm không phải bị hóa điên, ngươi còn nhớ rõ. Vừa rồi chúng ta tại Vu Thần Sơn lúc tế tự, Vu Thần pho tượng đột nhiên lay động a. À? Chẳng lẽ là Vu Thần Hiển Linh, Ngân Hoa bà bà nghi hoặc lẩm bẩm nói, vấn đề này nàng biết rõ, cũng chính là Vu Thần pho tượng lay động, Vân Kình thiên tài kết luận Huyền Thiên Thành nội có dị động, mới có thể để nàng trước tiên gấp trở về. Nếu không không ai đưa tin, nàng cũng không có biết trước thần thông, làm sao lại sớm gấp trở về. Nàng con người nhất chuyển, rất nhanh trầm giọng nói ra, coi như Vu Thần Hiển Linh đưa tin cho quốc chủ cáo chi giang giật là truyền nhân của hắn nhưng vừa rồi quốc chủ nói muốn cùng giang giật cùng nhau tiến thối cũng liều lĩnh lỗ mãng một chút đúng vậy a à, đúng a à. quần thần nhao nhao gật đầu vu thần giống như còn sống kia giang giật địa vị tựu hết sức quan trọng thiên huyền quốc gia sức bảo vệ giang giật cũng là nên nhưng vu thần kia tia tàn hồn lập tức sẽ biến mất giang giật chút thực lực ấy coi như tăng thêm một cái yêu vương cũng không đủ cùng mấy đại thế lực đối kháng thiên huyền quốc cùng giang giật cột một cỗ trên chiến xa, đúng là không khôn ngoan hành vi. Ha ha, vân kình thiên nhất khoát tay áp chế mọi người tiếng nghị luận, lúc này mới trầm giọng nói các ngươi suy nghĩ, chấm đều biết, chấm muốn nói cho các ngươi là, Vu thần lão tổ tông tự mình truyền âm cho chấm, hắn nói nhất định phải toàn tâm toàn ý lôi kéo giang giật, người này cũng không thế chi kỳ tài. Nếu như nói thiên tinh đại lục có người có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới tầng thứ cao hơn, vậy liền không phải là giang giật không ai có thể hơn. Còn có, các ngươi nghe nói qua, ai có thể đốn ngộ trung giai đạo văn sao giang giật tại trong cấm địa tựu đốn ngộ một cái trung giai đạo văn, giống như không phải hắn nguyên lực cảnh giới thấp, giờ phút này đều có thể nhẹ nhõm đột phá kim cương cảnh, giang giật mới bao nhiêu lớn chính các ngươi ngẫm lại đi. Cái gì, toàn trường lần nữa mộng, tự liền ngân hoa bà bà đều chấn kinh đến nói không ra lời. Đại điện bên trong bao nhiêu thần du đỉnh phong không thể đột phá một bước cuối cùng, cũng là bởi vì cảm ngộ không được hạ giai đạo văn, Giang giật ngược lại tốt, trực tiếp đốn ngộ một cái trung giai đạo văn. Tại thời khắc này, không còn có người dám khinh thị Giang giật, phù thần nhân vật như vậy đều nhận định Giang giật tiền đồ vô hạn, sự thật chứng minh Giang giật cũng đích thật là kỳ tài ngút trời. Như vậy Vân Kình Thiên cách làm tựu không sai, ngày sau Giang giật nếu là thẳng tới mây xanh, có thể bảo vệ thiên huyền quốc vạn năm an ổn vinh quang. chương 377, như tuyết muốn cho người sinh con. Giang giật bị Vân Phỉ mang theo đi trong hậu cung một cái xa hoa trong cung điện, vân hiền cùng hách lão đi theo phía sau trên đường đi có không ít cung nữ thái giám ở bên cạnh đi theo nhìn xem những cung nữ kia thái giám chú ý cẩn thận nịnh nọt nụ cười hắn có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác đồng dạng là cái này vương cung đêm qua hắn cùng hách lão lo lắng để phòng ẩn vào đến một đường lòng của hai người đều nhắc đến cổ họng chỉ là một đêm thời gian tình thế hoàn toàn nghịch chuyển giờ phút này hắn tựa như cao cao tại thượng thái thượng hoàng nghênh ngang đi tại bên trong tòa cung điện này thực lực Giờ khắc này nội tâm của hắn đối với thực lực cường đại khát vọng, càng thêm trở nên kiên định. Thế giới này liền là như thế tàn khốc, người muốn thu hoạch được càng nhiều, liền muốn không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên cường đại, lại cường đại. Chỉ cần đứng ngạo nghễ tại tất cả mọi người phía trên, như vậy ngươi chính là thế giới này chúa tể. Quốc sư, tiến vào trong cung điện, vân phỉ có chút khó chịu kêu lên, giang giật cười một tiếng nói, vân phỉ, vẫn là gọi giang giật đi, chúng ta là bằng hiếu, tương lai ngươi vẫn là của ta tẩu tử đâu, kêu cái gì quốc sư. Vân phỉ khuôn mặt đỏ lên, càng thêm nhăn nhó, với lui hạ nhân lúc này mới hỏi, hắn. Còn tốt chứ, không biết, Giang giật cười nói, như tuyết đăng cơ hôm đó, vô song đại ca tìm tới ta, muốn ta hỗ trợ liên thủ xử lý vân lộc, giúp người đệ đệ đăng cơ. U Minh xâm lâm trận chiến kia, các ngươi nên được đến tin tức A chính là vô song bày kế, bất quá cuối cùng bị vân lộc chạy trốn. Ta cùng vân lộc đều tiến vào vô thần cấm địa, cuối cùng hắn bị ta giết, ta được đến vu thần truyền thừa. Sau khi ra ngoài ta tựu thu được vu hậu muốn hại người bọn họ tin tức, sở dĩ chạy suốt đêm tới, vô song đại ca giờ phút này hẳn còn chưa biết nơi này tình báo, gấp đến độ cùng trên lò lửa kiến tộc A ha ha ha. A, hắn sẽ không làm việc ngốc, dẫn người giết tới A. Vân phỉ nghe xong có chút cuống lên, khách lão vội vàng đi tới nói, công chúa điện hạ đừng vội, tại đến vương cung trên đường, ta đã để cho người ta đưa tin cho thiếu tộc trường vân hiền sau khi đi vào một mực không dám lên tiếng bất quá một mực dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua giang giật hắn cùng giang giật không tranh lệch nhiều lại cảm giác cùng giang giật không phải người của một thế giới hắn hít một hơi thật sâu lúc này mới hai tay thở dài thật sâu cong xuống chân thành nói ra vân hiền đa tạ quốc sư đại ân nếu là vân hiền ngày sau có cơ hội vinh đăng đại bảo nhất định không phụ quốc sư giang giật khoát tay áo cười nói vân hiền đừng quá khách khí về sau tự gọi giang giật là được ta và chị gái ngươi là bằng hiếu cùng ngươi tỷ phu tương lai càng là huynh đệ, xem như người trong nhà, ha ha. Vân phỉ gương mặt xinh đẹp lại biến thành táo đỏ, Vân Hiền cũng không có như vậy giữ lễ tiết, đối giang giật bản năng thân mật, nhất thời trong cung điện bầu không khí trở nên hòa hợp an nhàn. Tại vương cung bên trong ở một ngày, giữa trưa cùng ban đêm quốc chủ xuất lĩnh quần thần long trọng khoản đãi giang giật, yến hội nội khí phân cũng rất là hòa hợp, thiên huyền quốc các đại nhân vật xem như chân tâm đối giang giật chịu phục, cũng một lòng chiêu dụ lấy lòng hắn giang giật đại náo huyền thiên thành lần này giết thiên huyền quốc rất nhiều cường giả còn giết phu hậu mọi người tựa hồ cũng quên đi việc này giao bôi cạn ly ở giữa đối giang giật đều như thân huynh đệ nhiệt tình để hắn rất không thích ứng ngày thứ hai giang giật lên đường hồi trở lại đại hạ quốc lần này không cần làm đào một thú trở về vân kình thiên tự mình để một vị đại tướng quân mang theo trăm tên thần du cường giả cưỡi linh thú phi hành một đường hộ tống giang giật trở về vân kình thiên còn dẫn đầu quần thần tự mình tiễn biệt giang giật linh thú phi hành đều là tam giai, tên là lục dực ngân long, là thiên huyền quốc bí mật thuần dưỡng linh thú, lực công kích không được, tốc độ phi hành cũng tạm được, chủ yếu là cưới cái này dễ chịu, so đào một thú tại tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất đi đường hài lòng nhiều. Giang giật đại náo thiên huyền thành sự tình, rất nhanh truyền khắp thiên hạ, bất quá bởi vì vân kình thiên tại giang giật thụ ý hạ phong khóa tin tức, sở dĩ truyền tới tình báo đều có chút không cho phép. Bất quá có mấy giờ là có thể khẳng định, Giang giật tại huyền thiên thành nội giết rất nhiều người, còn trước mặt mọi người đốt xiết phu hậu, cuối cùng ngân hoa bà bà cùng quốc chủ đều tới, thành nội cũng đột một xuất hiện một cái cường đại yêu vương, nhưng không có đánh nhau, chẳng có chuyện gì, Giang giật giờ phút này còn tại thiên huyền quốc cường giả hộ vệ dưới bay đi đại hạ quốc. Giang giật xanh tự lại một lần nữa danh chấn thiên hạ, hắn ôn thần ngoại hiệu cũng càng vang dội, đi cái nào cái nào xảy ra chuyện, còn không phải việc nhỏ. Thiên huyền quốc việc này cũng quá huyền diệu, vì sao ngân hoa bà bà không có giết Giang giật, ngược lại ôn tồn đem hắn đưa về thiên huyền quốc cái kia kinh khủng yêu vương từ đâu mà đến, cuối cùng lại đi đâu. Huyền thiên thành nội có rất nhiều các quốc gia các thế lực thám tử, nhưng bởi vì lúc ấy thành nội sớm bị giới nghiêm, những thám tử này đều không có cách nào ra. Tăng thêm về sau vân kình thiên vì phong tỏa tin tức, phái người thanh tẩy một lần ngoại thế lực thám tử, sở dĩ rất nhiều chân thực tin tức đều không có đủ pháp ngoại truyền. Mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều người đoán được một ít chuyện chân tướng, tỉ như Giang Giật có một cái lục tịnh bình, tỉ như giang giật cái kia nhai tí thú đặc biệt ngoại hình, cái này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một ít chuyện. Những cái kia đoán được chân tướng sự tình trí cường giả, không thể không lần nữa xem kỹ giang giật. Các đại thế lực cũng sóng ngầm phun trào, tìm kiếm đối sách, thời gian 3 năm có lẽ rất ngắn, nhưng... Đối với giang giật tựa hồ rất dài như thế cho hắn phát triển tiếp, nói không chừng 3 năm về sau mấy đại thế lực đều muốn bị hắn nghiền ép. Giang giật cũng không quản ngoại giới như thế nào, An Nhàn cưới quốc chủ mới có tư cách cưới lục dực ngân long bay thẳng hạ vũ thành. Bởi vì là thẳng tắp phi hành, không có người quấy dày, Giang Giật cũng rất ít tìm kiếm thành trì qua đêm, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, hạ vũ thành tiểu thấy ở xa xa. Ngao ngao, hơn 20 đầu to lớn ngân long tại thiên không xoay quanh, cuối cùng hướng vương cung trước quảng trường bay xuống, quảng trường bốn phía đều là người, tôi như tuyết mang theo đại hạ quốc văn võ bá quan, cùng chiến vô song tiền vạn quán bọn người tự mình đến nghênh đón Giang Giật. Như tuyết, Giang giật người mặc màu xanh cẩm bào, sừng sững tại một đầu ngân long phía trên, mái tóc dài màu đỏ lăng không bay múa, áo bào cũng bị thổi đến bay phất phới. Hắn coi thường phía dưới mấy vạn người, cũng không có đi xem chiến vô song cùng tiền vạn quán, ánh mắt xa xa cùng tô như tuyết đối mặt, thân thể của hắn đột nhiên nhẹ nhàng vọt lên, chậm rãi hướng tô như tuyết phía trước rơi xuống, động tác phiêu giật, như thiên ngoại phi tiên. Cung nghênh nhiếp chính vương, tô như tuyết sau lưng văn võ bá quan toàn bộ một gối quỷ xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính quát lớn. Ngay sau đó bốn phía cấm vệ quân toàn bộ quỳ xuống, lại sau đó trên quảng trường quân sĩ con dân đều từng mảnh từng mảnh quỳ xuống, trên mặt bọn họ đều là cung kính cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn là thật tâm cung nghênh giang giật, cung nghênh bọn hắn nhiếp chính vương, bọn hắn vương. Giang giật bay thấp xuống đất, nhìn qua rõ ràng gầy gò rất nhiều tô như tuyết, trên mặt hắn đều là vẻ xấu hổ, khẽ mỉm cười nói, như tuyết, ta trở về, để ngươi lo lắng. Tô như tuyết vừa rồi thần sắc coi như bình tĩnh, tại giang giật mới mở miệng về sau, kèm nén không được nữa tình cảm của nội tâm, nàng đột nhiên làm một cái rất thất lễ cử động. Nàng thế mà trực tiếp hướng giang giật chạy như bay, ngay trước văn võ bá quan cùng vô số con dân mặt nhào vào giang giật ôm ấp, gắt gao đem hắn ôm lấy, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là nước mắt, nàng nghẹn ngào nói ra, giang lang, chúng ta kết hôn đi. Như tuyết muốn cho ngươi sinh con, sinh rất nhiều rất nhiều hài tử, dạng này dù cho ngươi ngày nào không ở bên cạnh ta, như tuyết cũng có thể sống xuống dưới kết hôn, cảm nhận được cô gái trong ngực nội tâm chân thật nhất tình cảm cùng loại kia bất lực bàng hoàng, giang giật nội tâm càng thêm áy náy, hắn trùng điệp gật đầu nói tốt, kết hôn. Như tuyết, ta muốn cho ngươi một cái thịnh đại nhất hôn lễ. mươi 378, tình trạng ý thiếp, giang giật cùng tô như tuyết kết hôn, đây là đại sự, tự nhiên không thể qua loa làm việc. Tại Đại Hạ Quốc một đám quan viên thảo luận một phen về sau, quyết định 4 tháng sau tổ chức đại hôn, dù sao Đại Hạ Quốc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Chờ sự tình báo cáo sau giang giật không làm, 4 tháng cùng nửa năm không có khác nhau A à hắn trong vòng nửa năm nhất định phải vào vu thần trong cấm địa. Lần này đi thiên huyền quốc giải vò hơn phân nửa tháng, thời gian chỉ còn hơn 5 tháng, luôn không khả năng vừa mới đại hôn liền để tô như tuyết một người phòng không gối chiếc A. À. Cuối cùng thương nghị một trận, quyết định bên này trước chủ bị, chờ giang giật theo vu thần trong cấm địa sau khi ra ngoài một tháng, chọn ngày tháng tốt cử hành hôn lễ. Tô như tuyết mặc dù lập tức liền muốn cùng giang giật thành thân nhưng cũng cân nhắc đến dù sao mình là một nước chi chủ, giang giật cũng là danh mãn đại lục nhân vật, tự nhiên không thể tùy ý chịu đựng thoáng cái coi như xong, quan hệ này đến đại hạ quốc danh dự, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Giang giật bình an trở về, còn được đến vu thần truyền thừa, trọng yếu nhất thu phục một cái đỉnh phong yêu vương, cũng đạt được thiên huyền quốc toàn lực trợ giúp. Lúc đầu như bão tố bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể hủy diệt đại hạ quốc, lập tức thấy được hy vọng. Giang giật cho bọn hắn một thang thuốc trợ tim, để trong nước văn thần võ tướng sĩ khí đại trấn. Tô Như tuyết hạ lệnh vương cung thiết yến, chúc mừng một ngày một đêm, đồng thời cũng khoản đãi hộ tống Giang giật trở về thiên huyền quốc cường giả. Rất nhiều chuyện liền là kỳ diệu như vậy, trước đó không lâu vẫn là sinh tử cừu ra, rất không phải ăn sống đối phương thịt, uống đối phương huyết. Bởi vì Giang giật, thiên huyền quốc cùng đại hạ quốc các cường giả đều trở thành bằng hữu, trên bữa tiệc vài chén rượu hạ đỗ, giữa sân bầu không khí thoáng cái hòa hợp hòa thuận đến đằng sau, song phương đều phá lệ nhiệt tình, thậm chí có người bắt đầu kề vai sát cánh. Chiến vô song cùng tiền vạn quán đều uống say, trong khoảng thời gian này hai người qua thời gian đơn giản sống không bằng chết, nhất là chiến vô song càng là có loại không mặt mũi nào gặp Giang Đông Phụ Lão cảm giác, nếu là Giang giật thật chết tại vô thần trong cấm địa, hắn sợ là cái này đều muốn ở bên trong dây dứt bên trong vượt qua. Hôm nay lúc đầu hai người không nên lộ diện, dù sao thần võ quốc cùng đại hạ quốc là quan hệ thù địch, nhưng cuối cùng hai người vẫn là ra mặt đi nghinh đón giang giật, giờ phút này cũng tứ không kiêng sợ cùng có mặt yến hội. Thiên huyền quốc sự tình định ra tới, hai đại gia tộc cũng có đường lui, cùng lắm thì hai người để các gia tộc đem bọn hắn khu trục ra, đi theo giang giật lăn lộn. Tô như tuyết cũng uống say, hôm nay là trong khoảng thời gian này đến vui vẻ nhất một ngày, tại trên yến tiệc nàng tựa hồ cũng quên chính mình là một nước chi chủ, không ngừng cùng mọi người xa xa nâng chén, giang giật xem xét tình huống không đúng lập tức để cho người ta đem nàng đưa về tẩm cung lần nữa cùng mọi người đối ẩm mấy chén giang giật để lư lão tướng quân khoản đãi mọi người cũng mặc kệ chiến vô song cùng tiền vạn quán trực tiếp trở về phiêu tuyết cung thiếu ra còn không có tới gần phiêu tuyết cung một đạo thân ảnh gầy yếu tự bước nhỏ vào tới một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên lê hoa đái vũ ta thấy mà yêu giang giật yêu chiều đem vào tới giang tiểu nô ôm lấy dùng cằm đứng vững đầu của nàng cười nói ra tiểu nô không khóc, thiếu gia hảo hảo, người muốn tin tưởng thiếu gia, thiếu gia vĩnh viễn sẽ không có việc. Giang tiểu nô không điểm đứt đầu, nghẹn ngào nói ra, ừm ân, thiếu gia nhất tuyệt, thiếu gia là lợi hại nhất. Ha ha, Giang giật hai tay bắt lấy Giang tiểu nô bả vai, nhìn xem nàng tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, mỉm cười nói tốt, đừng khóc. Quay đầu ta mang ngươi hồi trở lại linh thú sơn đi tìm đại gia gia, ân. Ta còn muốn đi một chuyến thiên nữ phong cùng tinh vẫn đảo, người cùng thiếu gia cùng đi đi thật sao, Giang Tiểu Nô một đôi ngập nước mắt to thoáng cái mở tròn vo, lập tức nín khóc mỉm cười nói, Tiểu Nô sai, thiếu gia chưa từng gạt người, thiếu gia thật tốt. Ha ha, Giang giật đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng nói tốt, đi về nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút như tuyết, nàng uống say. Ừm, Giang Tiểu Nô khôn khéo nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Giang giật đi vào phiêu tuyết cung, tiến vào tô như tuyết tẩm cung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thất lạc. Hiu, Giang giật vừa mới đi vào tẩm cung, một đạo màu hồng phấn thân ảnh tựu lao đến, mặc dù tắm rửa đổi một thân áo bào, nhưng tô như tuyết mặt vẫn như cũ đỏ rực, đôi mắt mê ly, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tịnh nàng một đôi ngọc thủ vòng lấy giang giật cổ, thổ khí u lan, trên mặt đều là cười ngây ngô, không ngừng thở nhẹ nói, giang lang, giang lang, ta tại, ta tại đây, giang giật trên mặt đều là yêu thương chi sắc, hai tay khẽ vuốt tô như tuyết như ngọc trơn nhẵn phía sau lưng, nghe trên người nàng mùi thơm, cảm thụ được trong ngực lửa nóng thân thể mềm mại, nội tâm của hắn không có nửa điểm dục niệm, có chỉ là vô tận nhu tình cùng yêu thương, nghe tô như tuyết từng tiếng thâm tình kêu gọi, nội tâm của hắn đều muốn hóa. Giang lang, về sau không nên rời đi như tuyết được không một ngày không có người quá khó chịu, như tuyết suýt chút nữa thì điên rồi. Tô như tuyết không khóc, chỉ là không ngừng nhẹ giọng thì thào, phát thiết trong khoảng thời gian này kiềm chế cùng thống khổ, ôm thật chặt giang giật, cảm thụ được hắn mang cho chính mình ấm áp. Sẽ không, sẽ không, đời ta cũng sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Giang giật nội tâm thở dài, lời mặc dù nói ra khỏi miệng, nhưng sợ là bất quá một tháng hắn đem lần nữa đi xa. Linh Thú Sơn học viện nhất định phải trở về một chuyến, yêu hậu vậy cũng phải đánh cái chuyển, còn có tinh vẫn đảo, không đi gặp gặp Thủy U Lan, biết rõ ràng y phiêu phiêu sinh tử chi mê, trong lòng của hắn luôn luôn nhớ nhung. Tinh vẫn đảo sau khi trở về, đoán chừng không được bao lâu, lại muốn đi vu thần cấm địa, tôi như tuyết là đại hạ quốc quốc chủ, hắn có thể giang tiểu nô đi, nhưng không có khả năng mang theo tô như tuyết đi. Đột nhiên, tô như tuyết ngẩng đầu lên, nàng nhắm mắt lại, thở nhẹ nói, giang lang, hôn ta. Hôn như tuyết, ây, tô như tuyết tính tình một mực tương đối lạnh, đối giang giật khá tốt ta, giờ phút này cư nhiên như thế chủ động mặc dù có say sưa nguyên nhân, nhưng cũng nói giang giật bình an trở về, nội tâm của nàng cảm xúc lưu động chi lớn. Nhìn qua trước mắt trương này tuyệt mỹ vô song mặt, nhìn qua kia hai mảnh mê người môi đỏ, nhìn qua nàng kia có chút ngượng ngùng, lại có chút nhảy cẫng mong đợi thần sắc, giang giật cả người đều say, lại khổ lại mệt mỏi hắn đều cảm giác đáng giá. Hai đôi môi dán vào cùng một chỗ, hai người đều là lần thứ nhất rất là không lưu loát, đụng một cái sờ lúc càng là như bị điện giật kích, thân thể hai người đều run lên, tô như tuyết hô hấp dồn dập, sung mãn trên hai vú hạ lưu động, dụ người phạm tội. Một hồi lâu sau, tại hai người muốn hít thở không thông lúc, rốt cục tách ra, tô như tuyết mặt càng đỏ hơn, cổ bên tai cũng một mảnh đỏ tươi, càng lộ vẻ vũ nghị, giang giật triệt để say. cả ngày hai người đều dính tại trong tầm cung, gắn bó thắm thiết, anh anh em em, giang giật nhiều lần bị trêu chọc ra dục hỏa, một khắc cuối cùng chế trụ. hắn biết rõ nếu là hắn thật muốn, tô như tuyết khẳng định sẽ cho hắn, nhưng hắn muốn lưu ở đại hôn chi dạ, đây là đối tô như tuyết tôn trọng. hôm qua hai người vẫn là không có đi ra tầm cung, ôm nhau mà ngủ, tô như tuyết rất nhanh có quắp tại giang giật trong ngực đi ngủ, như một cái tiểu miêu nàng ngủ được trước nay chưa từng có an tường giang giật một mực lẳng lặng nhìn xem nàng nội tâm yên ổn khóe miệng ngậm lấy ý cười hắn không có chìm vào giấc ngủ nghĩ đến rất nhiều chuyện cho tương lai hành trình chế định mục tiêu kế hoạch kinh lịch quá nhiều chuyện tâm trí của hắn đã chậm rãi tại thành thục không còn là thiên võ thành cái kia tự ti thiếu niên cũng không còn là linh thú sơn học viện bên trong cái kia tốt dũng đấu thắng của nhân càng là không phải quốc chiến bên trong thời khắc chuẩn bị liều mạng mãng phu hắn có quá nhiều chuyện muốn làm quá nhiều trách nhiệm muốn đảm đương quá nhiều người muốn thủ hộ hắn về sau cũng đã không thể xem thường nói sinh tử vì yêu hắn người cùng chỗ yêu người hắn quyết định muốn hết tất cả biện pháp sống sót thanh long hoàng triều lão thất phu hạ đình uy lâm thái giám thanh long học viện viện trưởng thánh linh quốc lão quốc sư tiêu long vương bất luận kẻ nào muốn giết chết ta giang giật ta đều sẽ dùng hết tất cả biện pháp giết chết các ngươi khóe miệng của hắn nụ cười chậm rãi ngưng kết trong mắt đằng đằng sát khí cần nghĩ kỹ tốt sống sót, như vậy thì muốn đem địch nhân toàn bộ giết sạch. chương 379, Tinh Vẫn Đảo, Thiên Huyền Quốc Cường giả trở về, tiền vạn quán cùng chiến vô song cũng trở về thần võ quốc đi, hạ vũ thành khôi phục bình tĩnh. Tô Như Tuyết mỗi ngày bề bộn nhiều việc quốc sự, giang giật thì tại thần mạch phụ cận tu luyện, đương nhiên mỗi ngày trong đêm đều sẽ trở về, bồi bồi tiểu nô, về sau cùng Tô Như Tuyết ôm nhau mà ngủ. Nga, con trôi qua bình thản mà hạnh phúc, giống như có thể tiếp tục như vậy an nhàn còn sống, Giang giật có thể ngủ đều sẽ cười tình. Chỉ tiếc hiện thực rất là tàn khốc, đại hạ quốc bên trong thỉnh thoảng chết đói dân đói, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến có đạo phỉ tập kích thôn trang tiểu trấn tin tức, hạ vũ thành bên trong tiêu điều đường đi, không một không đang nhắc nhở tô như tuyết cùng giang giật, các nàng phải suy nghĩ một chút muốn an nhàn sống sót, gánh nặng đường xa, còn muốn trả giá rất nhiều mồ hôi cùng cố gắng. Nửa tháng sau, giang giật không thể không cáo biệt nữ nhân yêu mến, mang theo giang tiểu nô cùng hách lão viễn phó linh thú sơn, Hách lão là chiến vô song để hắn lưu lại, hách lão biết rõ Giang giật quá nhiều bí mật, mặc dù Giang giật cũng không thèm để ý, cũng hoàn toàn tin tưởng hách lão, nhưng chiến vô song vẫn là cố chấp để hách lão đi theo hắn, mà lại hách lão cũng nguyện ý đi theo Giang giật, chỉ ít so tại chiến gia uy phong thống khoái nhiều. Ba người là cưới đào một đi, linh thú sơn khoảng cách hạ vũ thành không xa, đào một thú tốc độ đầy đủ nhanh, nếu không phải cố kỵ Giang tiểu nô, đoán chừng hai ngày liền có thể đuổi tới. Tiến vào linh thú sơn, gặp Giang Vân Hải, cuối cùng đi ra các thanh vân nơi đó. Ra các thanh vân không nói gì, cũng không có cường điệu nhất định phải làm cho Giang giật kế thừa linh thú Sơn học viện viện trưởng chi vị, chỉ là nói chuyện phiếm dặn dò vài câu, để hắn có thời gian thêm trở lại thăm một chút. Thần mạch làm sao khai quật, ra các thanh vân không hiểu, để tề viện trưởng tra một chút tư liệu, cũng không có phương diện này ghi chép. Bất quá ra các thanh vân cùng vu thần đồng dạng, khuyên bảo Giang giật giống như có thể nói, vẫn là không muốn luyện hóa thiên thạch. Chỉ là, Mặc kệ là hắn vẫn là giang giật đều biết, khả năng này quá thấp, 3 năm kỳ đầy, rất nhiều người có cơ hội nói nhất định sẽ đánh giết giang giật. Sở dĩ chỉ cần có đại lượng thiên thạch, giang Dật tuyệt đối không có lựa chọn, nhất định sẽ trước tiên đem thực lực mình tăng lên đi lên lại nói. Cáo biệt ra các thanh vân cùng Giang Vân Hải, ba người lần nữa lên đường, lần này là đi thiên nữ phong. Giang Vân Hải tại Linh Thú Sơn học viện ở rất an nhàn, Giang giật hỏi thăm hắn muốn hay không đi hạ vũ thành lại lúc, Giang Vân Hải thế mà cực tuyệt. Giang giật cũng biết cái này hỏa ái dễ gần đại gia ra đây là sợ liên lụy hắn, chỉ ít ở trong học viện, không ai dám làm loạn bắt hắn đến bước hiếp giang giật. Thiên nữ phong giang tiểu nô đi qua, hách lão cũng kiến thức rộng rãi, sở dĩ tiến vào tam vạn đại sơn về sau, cái kia huyết hồng yêu vương ngoài ý muốn tới đón tiếp mọi người, ba người đứng tại huyết hồng yêu vương trên vai đi đường, hách lão mặc dù có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh. Ba ngày sau đó, thiên nữ phong đến, làm giang giật nhìn thấy yêu hậu cùng tiểu hồ ly đứng tại đế cung bên ngoài nghinh đón hắn lúc, hắn cười, cười đến rất rực rỡ. Yêu hậu một mực rất là cao ngạo, lần này phá lệ ra nghinh tiếp hắn, nói rõ thực lực của hắn đạt đến yêu hậu tán thành. Tiểu phỉ, dẫn các nàng đi chơi đi, giang giật ngươi đi theo ta. Yêu hậu nhàn nhạt, nhạt nhìn giang giật một chút, trực tiếp tiến vào đế cung, tiểu phỉ thân mật nhào vào giang giật trong ngực chi chi réo lên không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui vẻ. Giang giật sờ lên tiểu hồ ly đầu, nhẹ nói hai câu, đem nó ném cho Giang Tiểu Nô, cùng hách lão nói một tiếng tiến vào đế cung lên trời đài. Giang giật, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Yêu hậu ngồi tại sân thượng trong đình, màu hồng phấn váy dài đưa nàng hoàn mỹ dáng người tôn lên xinh đẹp vô song, đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mặc dù là yêu thú biến thành, nhưng Giang giật không thể không thừa nhận. Yêu hậu hữu tâm, có thể làm cho thiên hạ bất luận cái gì nam tử thần phục tại nàng váy xòe phía dưới. Kéo ngài phúc, Giang giật cười đùa tí từng trả lời, cùng yêu hậu ở chung lâu cũng có một chút tình cảm trong lòng của hắn đã xem nàng như thành bản thân trưởng bối thân thiết người có thể được đến vu thần tán thành là bản lãnh của ngươi không có quan hệ gì với ta yêu hậu dốc xương lóc thịt giang giật một chút nói đến chính sự giang giật ngươi cũng đã biết lần này ngươi cho đám người kia áp lực rất lớn mặc dù ngươi phong tỏa tin tức nhưng rất nhiều người hẳn là đều đoán được tỷ như ta sở dĩ theo ta suy đoán đám người kia có thể sẽ có dị động đương nhiên bọn hắn sẽ không công khai đến ngươi còn muốn cẩn thận một chút. Ừm, ta nhớ kỹ. Giang giật nhẹ gật đầu, dừng một chút, đem nội tâm muốn hỏi nhất một sự kiện ném ra ngoài, yêu hậu, ngài nhưng biết làm sao khai quật thần mạch. Thần mạch, yêu hậu lông mày đám lên, đôi mắt đẹp lấp lóe một vòng nói, đại hạ quốc bên trong có thần mạch ngươi muốn dùng thiên thạch tu luyện nhanh chóng đạt tới kim cương cảnh. Đúng, Giang giật thành thành thật thật đáp. Không được, yêu hậu thình lình đứng lên nói, ngươi trước kia luyện hóa kia mấy cái thiên thạch, ta liền muốn ngăn cản ngươi đan võ đạo một đường, căn cơ phi thường trọng yếu, luyện hóa mấy cái thiên thạch cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn, nhưng người nghĩ một mực ỉ lại thiên thạch nhanh chóng tăng lên nguyên lực, vậy liền xảy ra vấn đề lớn. Thân thể của ngươi không có đi qua nguyên lực thời gian dài ôn dưỡng, hoàn toàn không thể thôi động như vậy cường đại nguyên lực. Như vậy cũng tốt so một cái thùng gỗ, lúc đầu chỉ có thể giải nhiều như vậy đất đá, ngươi lại muốn mạnh mẽ lắp đặt gấp 10 đất đá, coi như thùng nước kia không bị chèn phá, cũng sẽ bởi vì giả bộ quá nặng, quá mức mập mạp, lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Giang giật, người muốn đi được càng xa, người nhất định phải đánh tốt căn cơ, người tuyệt đối không thể lại luyện hóa thiên thạch. Ai, Giang giật khe khẽ thở dài nói, ngài nói đạo lý ta đều hiểu, chỉ là ta không luyện hóa thiên thạch, bằng vào tu luyện, thời gian 3 năm ngươi cho là ta có thể đem nguyên lực tu luyện được 3 viên tinh thần dị biến 3 năm sau, các người cũng không thể xuất thủ, ta nếu là thực lực còn không thể đạt tới kim cương cảnh, vậy coi như có một cái đỉnh phong yêu vương cũng muốn chết. Người có thể tiềm tu, Yêu hậu âm thanh lạnh lùng nói, từ bỏ đại hạ quốc, mang theo tô như tuyết, mang theo tiểu phỉ, ngươi có thể tìm kiếm một cái không người đảo nhỏ tự, tiềm tu 10 năm 8 năm, chờ thực lực ngươi đạt tới nhất định tình trạng lại giết trở lại đến, nhân loại các ngươi không phải nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn sao. Đi không được, Giang giật đắng chát cười một tiếng, tô như tuyết không có khả năng từ bỏ đại hạ quốc, hắn đáp ứng vu thần muốn ra sức bảo vệ vân gia, còn có linh thú sơn học viện, quá nhiều ràng buộc, quá nhiều trách nhiệm, hắn làm sao có thể đi thẳng một mạch. Ngươi nhất định phải dùng thiên thạch tu luyện, nhìn thấy Giang giật thần sắc kiên định, yêu hậu sắc mặt lạnh xuống, cho Giang giật nhẹ gật đầu về sau, nàng đột nhiên khẽ vỗ tay áo rời đi, đi đến sân thượng cửa ra vào mới âm thanh lạnh lùng nói, người muốn chính mình đem chính mình hủy đi, ta cũng ngăn không được, khai quật thần mạch biện pháp ta có, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ngươi hỏi người khác muốn đi đi. Ây, Giang giật nhìn qua yêu hậu rời đi, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không bằng hắn muốn luyện hóa thiên thạch tâm vẫn là không có cải biến coi như đem tiền đồ của mình hủy đi hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh ba năm kỳ đầy trước đó hắn nhất định phải có được đối kháng một đám kim cương cảnh năng lực yêu hậu nơi này đàm phán không thành giang giật chỉ có đem hy vọng đặt ở thủy u lan trên thân làm bên ngoài nhân loại cường giả đệ nhất nhân nàng hiểu đồ vật chắc hẳn rất nhiều a à. tại thiên nữ phong ở một ngày giang giật dứt khoát quyết định lên đường tinh vẫn đảo tại đại lục phía đông bắc muốn theo tam vạn đại sơn đi tinh vẫn đảo, giang giật có hai con đường có thể đi, đệ nhất cưới đào một thú vượt ngang thần võ quốc, lại chuyển đi bắc lương quốc phía đông, nghĩ biện pháp ra hải. Mặt khác liền là tìm kiếm một cái biết bơi hải yêu, từ trên biển đi. Cuối cùng, giang giật hai con đường đều không có chọn, hắn lựa chọn theo thiên thượng đi, nhai tí thú thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể ngự không phi hành, tốc độ hiển nhiên cũng sẽ không chậm. Bất quá ngay từ đầu Giang giật nói muốn nó mang theo đi đường lúc, nhai tí thú cận kề cái chết không theo, cho rằng giang giật đây là tại vũ nhục nó, tại giang giật báo nổi về sau, nhai tí thú lại phục nguyễn, đương nhiên. Hắn trích nguyện ý mang giang giật một người, giang giật điểm ấy ngược lại là không có kiên trì, đem giang tiểu nô cùng hách lão thu nhập lục tịnh bình bên trong, hắn sừng sững tại nhai tí thú trên lưng, hú dài, đi thôi, từ trên biển đi, trực tiếp đi tinh vẫn đảo. Cắt cắt chương 380, thiếu ra, người không muốn tiểu nô. Tiểu hồ ly rất muốn cùng lấy giang giật đi tinh vẫn đảo, tại thiên nữ phong quá nhàm chán, trước kia còn có cái giang tiểu nô bồi tiếp, giang tiểu nô đều đi theo giang giật đi, nó cảm giác cô độc không thú vị. Giang giật không mang nó đi, yêu hậu nhắc nhở qua hắn, hắn danh tiếng quá thịnh, đám người kia có chút bất an, có thể sẽ có dị động. Mặc dù đám người kia không có khả năng công khai liên thủ chém giết hắn, giống như len lén đến giang giật cũng không e ngại, nhưng tiểu hồ ly thân phận tôn quý, vẫn là bảo hiểm điểm tốt. Ngao ngao, nhai tí thú tốc độ rất nhanh, như lưu quang phong ảnh, rất nhanh nhắm hướng đông bên cạnh bầu trời gào thét mà đi, trên người nó khí tức cũng toàn bộ phóng xuất ra, ép tới phụ cận yêu thú nằm dạp trên mặt đất, tự liền 18 con yêu vương bên trong có hai cái đều bị nhai tí thú khí tức hù dọa. Còn có mấy trăm năm thọ nguyên hừ, đời này cũng liền dạng này đi, một thanh âm đột nhiên vang lên, nhai tí thú khí tức thoáng cái yếu đi xuống tới, to lớn trong con người hiện lên một tia hoảng sợ cùng ảm đạm. Yêu hậu hiển nhiên cảm nhận được nhai tí thú khí tức, cố ý truyền lời ra, dám ở nàng địa phương diễu võ dương oai đây không phải tìm đánh sao đây là xem giang giật mặt mũi, nếu không sợ là sớm đã bị nàng một trường vỗ chết rồi. Hưu, nhai tí thú thành thành thật thật phi hành, một đường hướng đông, ngồi cưỡi nhai tí thú theo thiên thượng đi cái này quá chiêu diêu, tứ không kiêng sợ theo thần võ quốc bắc lương quốc trên không bay qua, cái này sẽ triệt để chọc giận hai nước, giang giật cũng không phải loại kia ở không đi gây sự người. Chỉ là lớn nửa ngày thời gian, biển cả tựu thấy ở xa xa, nhìn qua hải thiên một màu xanh thẳm biển cả, thổi ẩm ướt gió biển, Giang giật lần này tâm tình rất không tệ, cùng vu thần cấm địa tầng thứ hai ở trong biển tìm kiếm lối ra hoàn toàn không giống. Hải bên kia, hắn dõi mắt trông về phía xa, nhìn qua xa xôi đường chân trời, trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, yêu hậu nói hắn nhìn thấy thế giới chỉ là một góc của băng sơn, điều này nói rõ hải phía bên kia còn có một cái càng rộng lớn hơn rộng lớn thế giới, nói không chừng bên kia còn có rất nhiều đại lục, có càng nhiều chủng tộc mạnh mẽ, càng thêm cường đại võ giả, càng thêm huyền diệu thần thông, rất nhiều người đều nói mẫu thân không phải cái đại lục này người chẳng lẽ nàng đến từ hải bên kia? Sang giật trong đầu hình tượng nhất chuyển xuất hiện một tấm mông lung gương mặt xinh đẹp, hắn mày kiếm nhân lại nhìn minh mông hải vực lẩm bẩm nói, giống như mẫu thân không chết, có phải hay không là hồi trở lại cố hương của nàng, hồi trở lại gia tộc của nàng đi? yêu vương tốc độ nhanh một chút, sang giật trong lòng có một tia cấp bách, giống như mẹ hắn thân không chết, hắn nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm tới nàng cho dù đối với cái này mẫu thân ký ức phi thường mông lung nhưng hắn biết rõ y phiêu phiêu phi thường yêu hắn giống như không phải bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn mỗi cái hài tử đều là nương tâm đầu nhục năm đó y phiêu phiêu người mang lục giác bị người yêu đả thương thân đả thương tâm nàng không có lựa chọn sảy thai mà là đi xa thiên nhai một người tìm kiếm một cái thành nhỏ đem hắn sinh ra tới có thể thấy được nàng đến cỡ nào yêu giang giật giống như không phải vạn bất đắc dĩ làm sao lại giả chết rời đi con của mình mẫu thân nhất định không chết nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng giang giật càng ngày càng kiên định ý nghĩ này cũng bước thiết muốn đi tinh vẫn đảo trong lòng của hắn có loại không hiểu ý nghĩ chỉ cần đi tinh vẫn đảo nhất định có thể được hắn muốn đáp án ngao ngao nhai tí thú lần này không có kháng nghị chỉ là trầm hống hai tiếng hóa thành một đạo lưu quang dọc theo biển cạn hướng phía bắc thẳng tắp phá không mà đi tốc độ của nó hẳn là nhưng so sánh kim cương lục thất trọng cường giả tốc độ tinh vẫn đảo mặc dù xa nhưng đoán chừng 7-8 ngày liền có thể đến. Cưỡi tại nhai tí thú bên trên rất dễ chịu, mặc dù gió thật to, nhưng nó thân thể cũng đủ lớn, giang giật xếp bằng ở phía trên cũng cảm giác ngồi ở trên đất bằng, không có một chút lay động sóc này, mà lại nhai tí thú to lớn đầu, cũng chặn đại bộ phận khí lưu, giang giật nhìn ra ngoài một hồi cảnh sắc, ngồi xếp bằng nhập định tu luyện. Liên tiếp đi đường 3 ngày, một đường tĩnh vô cùng, bởi vì khoảng cách đại lục không bao xa, thuộc về thiền hải khu vực, sở dĩ cũng không có cường đại hải yêu, Coi như phía dưới có một ít thấp thấp hải yêu, yêu vương khí tức như thế cường đại, bọn chúng cũng không dám tới gần. Yêu vương, đi cái kia hải đảo qua đêm, màn đêm dần dần tiến đến, Giang giật cân nhắc đến lục tịnh bình bên trong hách lão cùng tiểu nô, quyết định nghỉ ngơi một đêm, chờ nhai tí thú tại cái kia trên hải đảo xoay quanh một vòng, xác định không có cường đại yêu thú hải thú về sau. Giang giật phi thân mà xuống, nhai tí thú lại bị thoáng cái tiến vào trong biển, tìm kiếm hải yêu ăn. Ông, lục tịnh bình sáng lên. Giang giật đem tiểu nô cùng hách lão phóng ra, Giang tiểu nô thấy một lần cảnh sắc chung quanh, lập tức vui vẻ ghê gớm, hách lão yên lặng đi săn giết hải yêu chuẩn bị đồ ăn nóng, hạ trải qua đêm. Thiếu ra, nơi này thật xinh đẹp nha, trên hải đảo cây xanh sum xuê, sóng biển đập bãi cát, mang theo một đóa đóa bọt nước, nơi xa bóng đêm dần dần dày, một phòng minh nguyệt dâng lên, đem nước biển chiếu sáng, mặn mặn gió biển trầm chậm, chậm thổi tới, Giang tiểu nô đều muốn say. Ha ha! Giang giật bồi tiếp Giang Tiểu Nô đi tại trên bờ cát, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, đợi về sau an ổn xuống, chúng ta tìm kiếm một cái không người hải đảo ẩn cư như thế nào. Tốt lắm, tốt lắm, Giang Tiểu Nô một đôi mắt to đều chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, nàng đột nhiên hất ra Giang giật tay, cởi giày ra vui sướng tại trên bờ biển bắt đầu chạy, sóng biển đánh tới nàng lại vội vàng hướng đi trở về, tung xuống một chỗ tiếng cười như chuông bạc. Giang giật đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn qua Giang Tiểu Nô chơi đùa, trên mặt đều là cười nhạt ý, hắn rất hưởng thụ loại này ninh di sinh hoạt, làm sao luôn có nhiều người như vậy muốn phá hư hắn loại cuộc sống này, sở dĩ hắn không thể không nhấc lên kiếm trong tay, đi chém giết, đi chiến. Giật thiếu, sau gần nửa canh giờ, hách lão đỡ lấy ba cái lều vải, cũng ở trong biển làm mấy con cá nướng xong. Giang giật lôi kéo Giang Tiểu Nô đi tới, ba người Mỹ mi ăn một bữa, Giang Tiểu Nô lần thứ nhất đi theo Giang giật ra, vui vẻ ghê gớm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nụ cười không ngừng. Giật thiếu, các người trò chuyện, ta đi trước tu luyện. Hách lão tùy ý ăn một điểm, chui vào lều vải. giang giật khó được nhàn nhã cũng không tu luyện. bồi tiếp tiểu nô nói chuyện, nhìn xem tinh tinh gió biển thổi, rất là hài lòng. đêm đã khuya có chút thanh lãnh. giang giật vỗ vỗ giang tiểu nô đầu ra hiệu nàng trở về trướng bồng nghỉ ngơi. giang tiểu nô khôn khéo nhẹ gật đầu. giang giật cũng trở về đến trướng bồng của mình, rất nhanh liền bình yên đi ngủ. nhai tí thú liền tại phủ cận cách đó không xa, có nó tại phủ cận như thế cường đại thú uy căn bản không cần e ngại có hải yêu đột kích xa 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 sau gần nửa canh giờ giang giật đột nhiên bị một đạo thanh âm rất nhỏ bừng tỉnh hắn nhìn thấy một cái thân ảnh kiều tiểu như con báo chui vào lập tức cười khổ nói tiểu nô người nửa đêm không ngủ được tìm ta cái này làm gì thiếu gia ta có chút sợ giang tiểu nô rụt rè nhìn qua giang giật vô cùng đáng thương giang giật khe khẽ thở dài nói có yêu vương ở bên cạnh không có bất kỳ cái gì yêu thú hải yêu dám đến gần tiểu nô đừng sợ, an tâm đi ngủ. Vù vù, giang tiểu nô lại đột nhiên như một con lươn chui vào giang giật trong chăn, nhưng người ôm giang giật, đáng thương hỏi, thiếu ra, ta có thể cùng ngươi ngủ sao? Ây, giang giật rất là xấu hổ, thân thể lại không tốt động, chỉ có thể cười khổ nói ra, tiểu nô, ngươi là đại cô nương, không thể cùng thiếu ra cùng một chỗ ngủ, quay đầu ngươi còn muốn lấy chồng, cái này truyền đi đối ngươi danh dự không tốt. Lấy chồng, giang tiểu nô đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đẹp nước mắt lấp lánh, thân thể đều sợ hãi run rẩy lên, nàng hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn qua Giang giật nói, thiếu gia, người không muốn tiểu nô sao ta liền biết. Thiếu gia có như tuyết tỉ tỉ, liền sẽ không muốn tiểu nô. chương 381, Linh hồn dị biến, Giang tiểu nô vừa khóc, Giang giật tựu luống cuống, hắn bay nhảy thoáng cái ngồi dậy, cho Giang tiểu nô xoa xoa nước mắt. Lúc này mới nói ra, tiểu nô ngươi nói cái gì đó thiếu ra làm sao lại không muốn ngươi tiểu nô ngươi nghe, trong lòng ta, ngươi căn bản cũng không phải là thị nữ của ta, mà là muội muội của ta thân muội muội hiểu không muội muội giang tiểu nô trong con ngươi hiện lên một tia ảm đạm lập tức đột nhiên ôm lấy giang giật nói không không muốn thiếu ra ta không muốn làm muội muội của ngươi ta muốn làm thị nữ của ngươi phu nhân thu dưỡng tiểu nô thời điểm liền là để cho ta làm ngươi cả đời thị nữ ta mới không cần làm muội muội của ngươi a à, giang giật bó tay rồi làm thị nữ so làm muội muội tốt đây là cái gì logic a à? Bất quá nhìn thấy tiểu nô càng khóc càng thương tâm, hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi tốt, tốt, không làm muội muội làm thị nữ, tốt. Thiếu gia đáp ứng, ban đêm tự ngủ chung đi, ngươi chưa khóc, được không, ta liền biết thiếu gia tốt nhất rồi. Tiểu nô thoáng cái nín khóc mỉm cười, ôm chặt giang giật, lại rất nhanh liền ngọt ngào thiếp đi. Giang giật lần này không ngủ được, Giang tiểu nô mặc dù nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng niên kỷ chỉ so với hắn nhỏ một chút, giờ phút này đã tại phát dục, trước ngực đều có chút quy mô, hiện ôm chặt lấy hắn, trước ngực bảo lôi càng là dính sát trên người hắn, một đầu thon dài mảnh chân còn gác ở trên đùi của hắn, như một cái bạch tuộc, tị khẩu, lỗ mũi bên trong phun ra u lan chi khí, thổi tới trên cổ của hắn ngứa một chút, hết lần này tới lần khác hắn lại không dám động. Cha tấn đến nửa đêm, Giang giật mới ngủ thật say, ngày thứ hai Giang tiểu nô thật sớm tỉnh lại, gión rén đứng dậy, Giang giật bản tỉnh lại, lại giả bộ tiếp tục ngủ say. Nào biết Giang Tiểu Nô đi đến cửa trướng bồng đột nhiên quay người trở về, ngồi tại Giang giật bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, cúi người xuống tới nhẹ nhàng hôn Giang giật bờ môi thoáng cái, lại như thiểm điện rụt trở về, còn nhẹ âm thanh lẩm bẩm nói, Tiểu Nô mới không làm thiếu ra muội muội đâu, Tiểu Nô muốn làm thiếu ra thị nữ, cả một đời phục thị thiếu ra. Tiểu Nô đỏ mặt vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Giang giật lại toàn thân chấn động, hắn rốt cuộc minh bạch Giang Tiểu Nô tâm tư, nội tâm lại là đắng chát, trước kia hắn căn bản không có hướng phương diện này nghĩ không bao giờ có chút không tiếp thụ được. Thu Giang tiểu nô, Tô Như Tuyết bên kia đoán chừng không có ý kiến gì, chỉ là Giang giật một mực xem nàng như muội muội xem, làm sao có thể làm ra như thế sự tình vấn đề là. Giang tiểu nô so với hắn còn muốn quật cường, trong lòng chỉ có hắn cái thiếu gia này, hắn nếu là không muốn nàng, Giang tiểu nô rất có thể muốn tìm ý kiến nông cạn a. Suy nghĩ lung tung một hồi, Giang giật vẫn là không có biện pháp gì, bên ngoài hách lão đã thức dậy đang chuẩn bị bữa sáng, hắn cũng không tốt đổ thừa không dậy nổi. Tiểu nô cũng đi lên, giang giật giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh, nàng cũng không lúc nhìn giang giật một chút, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là đáng yêu. Ăn uống no đủ, giang giật đem hai người thu nhập lục tịnh bình bên trong, hắn đưa cho hách lão một cái cổ thần nguyên giới, tại hạ vũ thành bên trong chuẩn bị rất nhiều thứ, lương khô thanh thủy lều vài loại hình đồ dùng hàng ngày có rất nhiều, cũng không lo lắng hai người ở bên trong sẽ chết đói. Ngao ngao, nhai tí thú bay vụt mà đến, lần nữa lên đường, lần này không còn hướng phương bắc bay, mà là hướng đông bắc phương hướng bay, tinh vẫn đảo rời đi đại lục có đoạn khoảng cách, miễn cưỡng thuộc về thâm hải khu vực, bình thường võ giả thật đúng là không có thực lực này đi tinh vẫn đảo. Nhai tí thú đi đường, giang giật ngồi xếp bằng tu luyện, thời gian như như nước chảy di chuyển, rất nhanh hai ngày đi qua. Khoảng cách tinh vẫn đảo không xa, đoán chừng nhiều nhất còn có hai ngày liền có thể đuổi tới. Giang giật quyết định lại nghỉ ngơi một đêm, lần này mang Giang Tiểu Nô ra đùa, luôn không khả năng để nàng một mực ở tại Lục Tịnh Bình bên trong a hướng biển sâu bên này bay một khoảng cách, phụ cận rõ ràng có Hải Yêu khí tức, còn tốt không tính quá cường đại. Giang giật chọn một cái dưới hải đảo về phía sau, nhai tí thú không cần Giang giật hạ lệnh, bốn phía bắt đầu tìm kiếm Hải Yêu ăn. Nó thực lực như thế kỷ thật có thể không cần ăn, trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung năng lượng. Bất quá tại Vu Thần trong cấm địa mệt nhọc nhiều năm như vậy có cơ hội ra nó tự nhiên muốn đánh một chút nha tế giang giật bồi tiếp giang tiểu nô tại hải đảo bên trong du ngoạn một vòng trở lại trong chướng bồng lần này không cần giang tiểu nô chính mình nói giang giật để nàng tiến vào chướng bồng của mình sau đó hỏa linh châu quang mang lóe lên một kiện xinh đẹp áo mưa ra trong tay hắn hắn mỉm cười nói ra tiểu nô đây là ta được đến một kiện bảo vật một mực quên đi tặng cho ngươi mau mặc vào a à, thật xinh đẹp tiểu nô xem xét mắt sáng rực lên tiếp nhận áo mưa yêu thích không buông tay nàng rất nhanh khoác lên người lập tức như một cái tiểu công chúa sặc sỡ lóa mắt cái này áo mưa đều là xinh đẹp lông vũ biên chế mà thành có thể phát ra nhàn nhạt quang hoa giang tiểu nô ngũ quan vốn là rất tinh xảo tại thiên võ thành lúc dinh dưỡng không đầy đủ sở dĩ có chút xanh sao vàng vọt cái này một hai năm đến cũng không thiếu ăn mặc thân thể cũng chậm chậm nảy nở giờ phút này mặc vào xinh đẹp áo mưa càng thêm lộ ra ôn nhu động lòng người xinh đẹp giang giật thật lòng khen một câu rất nhanh lại sầu muộn cái này áo mưa là phòng ngự ngự thiên khí thời điểm then chốt có thể cứu mạng vấn đề là giang tiểu nô không có nguyên lực nàng làm sao luyện hóa giống như không thể luyện hóa bảo vật này uy lực đem giảm bớt đi nhiều a à. giang tiểu nô cũng không cảm thấy cái gì mà cũng không nguyện ý thoát đây chính là giang giật đưa nàng quý giá nhất lễ vật giang giật suy nghĩ một trận cũng mặc kệ nàng dù sao có hắn tại cũng sẽ không để giang tiểu nô thụ thương ông đúng lúc này giang giật đột nhiên cảm giác linh hồn chấn động vội vàng ngồi xếp bằng trong nhập định xem hắn phát hiện đến linh hồn có dị độc, linh hồn là nhân loại căn bản dung không được xuất hiện nửa điểm vấn đề tự nhiên lập tức dò xét a à, linh hồn của ta làm sao biến dạng cái này một nội thị giang giật bị dọa đến kém chút hồn phi phách tán bởi vì hắn linh hồn giờ phút này kim quang phóng đại thế mà đang chậm rãi dị biến a à, thanh xương diệp năng lượng hoàn toàn không còn chẳng lẽ linh hồn hấp thu sở hữu năng lượng đạt đến cực hạn cùng nguyên lực ngưng tụ tử phủ đồng dạng tiến giai hắn phát hiện một vấn đề, linh hồn bên ngoài năng lượng màu xanh hoàn toàn biến mất, hắn luyện hóa thanh xương diệp cũng có một đoạn thời gian, hẳn là toàn bộ bị hấp thu. Chẳng lẽ linh hồn cường đại đến trình độ nhất định, có thể dị biến? Giang giật kinh nghi bất định, không bằng hắn chỗ sâu trong óc cũng không có chuyển đến cảm giác nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn khó chịu loại hình triệu chứng, hắn chỉ có thể ngừng thở, chậm đợi linh hồn dị biến hoàn thành. Linh hồn vốn là màu trắng, vẫn là một đoàn bột nhão, giờ phút này linh hồn đang không ngừng thu nhỏ, mà lại cũng ngừng kết thành một thanh kiếm bộ dáng. Ông, lúc này hỏa linh châu cũng phát sáng lên, một tia năng lượng tự động tiến vào giang giật trong thân thể, hướng linh hồn dũng mãnh lao tới. Tại cái này tia năng lượng tiến vào linh hồn về sau, toàn bộ linh hồn lập tức lần nữa kim quang tăng vọt, thanh kiếm kia cũng triệt để thành hình, giang giật thấy bên trong một lần về sau, chấn kinh đến không gì sánh kịp. Bởi vì hắn linh hồn lại ngưng tụ thành một mồi lửa màu đỏ kiếm, một cái cùng hỏa long kiếm giống nhau như đúc kiếm, bất quá nhỏ rất nhiều loại hình mà thôi. thanh này linh hồn chi kiếm an tĩnh lơ lửng trong đầu, phía trên kim quang chậm rãi rút đi, nhưng vẫn như cũ có ánh sáng màu lưu chuyển, tựa như một cái tuyệt thế vô song bảo kiếm. a, à, giang giật tại thời khắc này cũng đột nhiên cảm giác thế giới này khác biệt. hắn lại có thể không cần mở to mắt, cũng có thể cảm nhận được phụ cận hết thảy, có thể nhìn thấy gian tiểu nô chính khẩn trương nhìn lấy mình, có thể nhìn thấy bên ngoài gió biển nhẹ nhàng thổi có thể nhìn thấy hách lão xếp bằng ở lều vải có thể tu luyện, có thể nhìn thấy cách đó không xa nhai tí thú nằm dạp trên mặt đất ngủ yên. chương 382, Hải yêu chi vương. Ừ, phía ngoài hách lão đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như điện bốn phía liếc nhìn, rất nhanh trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, vò thẳng khoản chi bồng hướng gian giật bên này vào tới. Xa xa nhai tí thú cũng bị kinh động đến, bất quá chỉ là mở mắt hướng bên này nhìn lướt qua, lại không thèm để ý chút nào tiếp tục ngủ yên. Cái này, Giang giật con mắt tại thời khắc này cũng mở ra, hắn trong mắt đều là tinh quang tăng vọt, Giang tiểu nô cũng không dám nhìn thẳng, mà lại hắn đôi mắt chỗ sâu lại có hai thanh kiếm như ẩn như hiện, rất là thần kỳ. Giật thiếu, người thế mà có được thần thức, hách lão tiếng kinh hô vang lên, Giang giật khẽ giật mình thình lình đứng dậy đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi đây là thần thức làm sao có thể. Thần thức, đây là một loại rất cường đại thần thông, chỉ có kim cương cảnh cường giả mới có thể có năng lực đặc thù, thần thức có thể vô hình dò xét tình huống, có thể xuyên thấu mặt đất tường đá, có thể dò xét phương viên vạn trượng hết thảy tình huống, là phi thường lợi hại năng lực. Vấn đề ngay ở chỗ này, Giang Giật còn không có đạt tới kim cương cảnh, tại sao lại có thần thức? Nhai tí thú, Giang Giật nhớ tới vừa rồi nhai tí thú cái kia còn không thèm để ý chút nào ánh mắt, thân thể hướng nó bay đi, vào tới nó bên cạnh hỏi thăm về đến, yêu vương, vì sao linh hồn của ta hội dị biến sẽ có được thần thức? Hừ, yêu vương nhàn nhạt hừ một cái, muộn thanh muộn khí nói ra, người luyện hóa thanh xương diệp, đây chính là linh hồn trí bảo một trong, còn không phải thiên tinh đại lục chi vật, thứ này so đại lục bất luận cái gì linh hồn bảo vật đều mạnh hơn mấy lần, nếu không ngươi làm sao hấp thu hơn một tháng. a à, Giang giật hoàn toàn không biết cái này thanh xương diệp cư nhiên như thế như xoa, có thể làm cho linh hồn hắn trực tiếp tăng phúc đến, nhưng so sánh kim cương cảnh võ giả tình trạng. Còn không phải thiên tinh đại lục chi vật, Giang giật nhớ tới câu nói này đôi mắt sáng lên, liên thanh hỏi thăm về đến, yêu vương, người cùng vu thần rời đi thiên tinh đại lục bên ngoài là như thế nào có phải hay không cũng có rất nhiều dạng này đại lục. Không biết, nhai tí thú trợn trắng mắt, châm châm nói, ta cùng chủ nhân chỉ là tại đại lục phụ cận dạo qua một vòng, không dám rời đi quá xa. Trong biển sâu cường đại hải yêu nhiều lắm, coi như lấy thực lực của chúng ta cũng không dám xông loạn, chỉ là tại phụ cận tìm được mấy cái di tích cổ, cho tới một chút bảo vật. Ngoá, giang giật cùng hách lão liếc nhau, hai người đều hai mặt nhìn nhau, phu thần năm đó thế nhưng là đột phá thiên quân cảnh bất quá bên ngoài không biết thôi hắn một lòng muốn theo đuổi càng cường đại cảnh giới cũng không có lòng nhất thống đại lục nếu không đại lục đã sớm họ vân thiên quân cảnh trí cường giả cùng một cái đỉnh phong yêu vương cũng không dám xông loạn biển sâu có thể thấy được trong biển sâu hải yêu đến cỡ nào cường đại chẳng lẽ dưới biển sâu có rất nhiều yêu đế giang giật âm thầm ngờ vực vô căn cứ đang muốn cùng yêu vương hỏi thăm một chút dưới biển sâu sự tình ai ngờ yêu vương thân thể đột nhiên thoáng cái đứng lên toàn thân khí thế cuồng bạo mà lên, trong con người hàn ý um tùm, chừng chừng nhìn chằm chằm phía đông trong biển, dáng vẻ như lâm đại địch. Ừ, Giang giật cùng hách lão theo yêu vương phương hướng nhìn lại, lại nhìn thấy trong biển hết thảy bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì tình huống. Không đợi hai người hỏi thăm, yêu vương trầm hống các ngươi mau trốn. Tới rất nhiều hải yêu, trong đó có hai ba con yêu vương, bản vương đi trước ngăn cản một hồi, các ngươi lập tức hướng tinh vẫn đảo phương hướng trốn. Hải yêu yêu vương, Giang giật cùng hách lão con người co rụt lại, hai người trên mặt đều là kinh ngạc, nơi này vẫn không tính là biển sâu, cho dù có hải yêu tối đa cũng là tam giai, tại sao có thể có mấy cái yêu vương mang theo số lớn hải yêu công tới. Cái này hải yêu là có người cố ý dẫn tới, Giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, yêu hậu nói qua đám người kia có thể sẽ có dị động, đám người này không dám công khai đến, âm thầm dẫn tới một đám hải yêu, đem Giang giật bọn người chém giết, yêu hậu cùng Thủy U Lan cũng không thể nói cái gì. Hugh. Bất kể có phải hay không là có người tại bố cục, Giang giật cũng không dám dừng lại quá lâu, thân thể như là báo đi săn hướng Giang tiểu nô phóng đi, lục tịnh bình sáng lên đưa nàng thu vào, đồng thời hắn quay đầu đem hách lão thu vào, lúc này mới lập tức hướng tinh vẫn đảo phương hướng thuấn di mà đi. Ngao ngao, nhai tí thú khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, thân thể cao lớn bay lên không, tại trên hải đảo mới xoay quanh, không ngừng nhếch miệng đại hống, tựa hồ đang cảnh cáo địch tới đánh. Ông, Giang giật trên thân bạch quang lấp lánh, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau lại ra vạn trượng bên ngoài. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xa xa hải đảo, nghĩ lại nghĩ đến linh hồn tiến giai trở nên như thế cường đại, thuấn di khoảng cách tăng trưởng cũng liền bình thường trở lại, Giang Vân Hải cũng đã có nói, mẹ hắn hôn một cái thuấn di thế nhưng là có thể đi đếm vạn trượng bên ngoài. Úc ục, thùng thùng, ken két, phía đông biển cả phía dưới đột ngột vang lên từng đạo kỳ dị thanh âm, Giang giật hướng bên kia quét qua, nội tâm hoảng hốt. Phía đông mặt biển nước biển kịch liệt cuồn cuộn, rất nhanh nước biển bị nhấc lên ngàn cơn sóng, từng cái khổng lồ cự thú nổ bắn ra mà ra, kia kinh khủng thú uy bao phủ phương viên trăm dặm. Tối nay bầu trời có vân, che đậy ánh trăng, sở dĩ những này hải yêu đều thấy mơ mơ hồ hồ, bất quá nhất song song hiện ra hàn quang con người cũng rất là chú mục, thấy giang giật lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Trốn, giang giật không còn có một chút do dự, nhìn thấy nhai tí thú mang theo cuồng bạo khí thế, hướng một đám lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối hải yêu phóng đi hắn tại đám kia hải yêu bên trong cảm thụ đạo hai cỗ khí thức cường đại, không cần phải nói tuyệt đối là yêu vương cấp bậc, lập tức cũng không quay đầu lại không ngừng thuấn di hướng phía bắc bỏ chạy. Ngao ngao, ô ô, ken két, nhai tí thú cùng đám kia hải thú rất nhanh bắt đầu đại chiến, giang giật mặc dù không dám nhìn, nhưng có thể không ngừng nghe được bên kia kịch liệt tiếng nổ, nhai tí thú cùng còn lại hải yêu bạo tiếng giống, cùng nước biển bị nhấc lên vạn trượng sóng biển lại nặng nặng rơi xuống tiếng va đập một cỗ khí tức kinh khủng cũng theo bên kia truyền đến để Giang giật thuấn di tốc độ cũng càng nhanh thêm mấy phần. Hô hô, Giang giật liên tục thoát đi mấy vạn trượng khoảng cách, đã hoàn toàn nghe không được bên kia động tính, sau lưng cũng không có hải yêu đuổi theo, cái này khiến hắn có chút thở dài một hơi. Hắn đứng tại một cái tiểu hải trong đảo, trên mặt thần sắc lo lắng nhìn qua đại chiến phương hướng, nhai tí thú rất cường đại, nhưng đối phương có hai cái yêu vương, nhai tí thú năng không thể trốn ra trùng vây. Thực lực của hắn còn hoàn toàn không thể cùng yêu vương khai chiến, sở dĩ hắn không có đần độn đi chịu chết. Chỉ là dối rắm là tại bực này nhai tí thú, vẫn là một đường thuấn di đi tinh vẫn đảo các loại trợ yêu vương tới tìm hắn. Một giây sau, giang giật không cần suy tính, phía đông mặt biển đột nhiên phun trào, tiếp lấy rất nhiều hải thú bắn ra, điên cuồng hướng giang giật lướt đến, trong đó một cái toàn thân đều là vảy đen tướng mạo rất giống sư tử biển yêu thú, khí tức dọa người, rõ ràng là yêu vương. Trốn, giang giật sắc mặt dây lát biến, trên thân bạch quang lấp lánh, không muốn mạng liên tục thuấn di, hắn biết rõ nếu là cho yêu vương tới gần, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ngao ngao, cái kia hải yêu chi vương, con người băng lãnh đằng đằng sát khí, nhìn thấy giang giật không ngừng thuấn di, lập tức ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, trên lưng thế mà toát ra hai phiến cánh chim màu đen, hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng giang giật lao đi, tốc độ dọa người. Giang giật thuấn di khoảng cách tăng xa gấp 10, liên tục không ngừng thuấn di phía dưới, tốc độ tuyệt đối nhưng so sánh kim cương cảnh võ giả, nhưng cái này hải yêu chi vương tốc độ rõ ràng so giang giật còn nhanh hơn một phần, giống như nhai tí thú không trở lại, giang giật tuyệt đối sẽ tại một nén nhang bên trong bị cái này yêu vương truy sát, sau đó. Vô tình chém giết, chương 383, tử vong chi hải, nhai tí thú rất rõ ràng đuổi không trở lại, vừa rồi xuất hiện hải yêu nhiều như vậy, còn có hai cái yêu vương, nó không ngăn cản thoáng cái, vạn nhất cho vây lên, có lẽ nó sẽ không chết, nhưng tuyệt đối không có cách nào bảo vệ giang giật giờ phút này giang giật còn tại không ngừng thuấn di khoảng cách song phương kéo đến càng ngày càng xa thời gian một nén nhang làm sao có thể đuổi được giang giật cũng minh bạch đạo lý này không ngừng thuấn di nhìn qua đằng sau càng ngày càng gần yêu vương sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm con người lấp lóe không ngừng nghĩ đến biện pháp liều mạng cái này yêu vương tốc độ nhanh như vậy thực lực khẳng định cường hoành vô cùng giống như giang giật trong tay còn có hỏa linh thạch có lẽ còn có sức liều mạng dùng lực công kích của hắn đoán chừng rất khó kích thương yêu vương sai, yêu vương tốc độ quá nhanh, đừng nói tổn thương nó, sợ là muốn đánh chúng nó cũng khó khăn a. À. vù vù, giang giật một đường thuấn di, linh hồn hắn tăng cường không ít, đoán chừng liên tục thuấn di hơn ngàn lần cũng sẽ không xuất hiện linh hồn hư nhược sự tình. vấn đề hắn căn bản không có nhiều như vậy thuấn di cơ hội. phía sau yêu vương khoảng cách kéo đến càng ngày càng gần, hắn nhìn qua phía trước minh mông hải vực, đột nhiên phát hiện đi lầm đường, hắn hẳn là trước tiên hướng đại lục phương hướng thuấn di mà đi đến đại lục phía trên cái này yêu vương còn sẽ có ta cố kỵ giờ phút này hắn hướng tinh vẫn đảo phương hướng chẳng khác gì là hướng biển sâu tiến lên tự tìm đường chết ha trốn không thoát cũng liều không được giang giật nội tâm cực độ biệt khuất cùng nổi nóng đối cái kia chủ sử sau màn cũng hận đến răng trực dương dương giang giật giờ khắc này càng thêm tin chắc có người đang làm trò quỷ ba con yêu vương không có khả năng như vậy trùng hợp ra phụ cận nơi này không tính biển sâu coi như xuất hiện yêu vương tối đa cũng tự một cái thoáng cái xuất hiện ba con, không có vấn đề mới là lạ. Hai ngàn trượng, một ngàn năm trăm trượng, một ngàn trượng. Khoảng cách không ngừng bị rút ngắn, yêu vương khí thức cường đại từ phía sau chuyển đến, giang giật phía sau lưng đều ướt đẫm, nhưng không đến cuối cùng một khắc hắn vẫn là không muốn liều mạng, tiếp tục cắn giang hướng phía trước thuấn di mà đi. Hô hô, song rực hải sư yêu vương đột nhiên miệng rộng mở ra, phun ra một cái hàn khí, kia hàn khí hóa thành một đạo lợi kiếm hướng giang giật phóng tới, ven đường những nơi đi qua, không gian từng mảnh từng mảnh bị đông cứng, không chung quỷ dị xuất hiện lấp kín tường băng. Cái này tường băng còn lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía trước dọc theo, chỉ là trong chớp mắt tựu đã tới giang giật sau lưng mấy chục trường. Bà bà, tường băng còn tại nơi xa, giang giật cũng cảm giác bị đông cứng, trong thân thể của hắn nguyên lực điên cuồng phun trào, hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng sau lưng vung ra một kiếm, lập tức thuấn di mà đi. Xuy suy, mấy vạn đầu tiểu hỏa long che ra măng mọc hướng tường băng đánh tới, kết quả để vừa mới ra phương xa giang giật sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch. Kia hỏa long không ngừng đem tường băng nổ tung, nhưng là kia tường băng còn lấy tốc độ kinh khủng hướng phía trước dọc theo, cuối cùng hỏa long hoàn toàn biến mất, tường băng tiếp tục hướng phía trước dọc theo mà đi. Thật là khủng khiếp hàn khí, đáng tiếc của ta nguyên lực cảnh giới quá thấp, trung giai đạo văn uy lực to lớn, nhưng không có cường đại nguyên lực duy trì, căn bản không thể phát huy uy lực của nó. Giang giật đắng chát cười một tiếng, tiếp tục cắn răng tiếp tục thuấn di, phía sau yêu vương càng ngày càng gần, cũng không ngừng phun ra hàn khí, giang giật mấy lần kém chút đều bị hàn khí bao phủ đông kết, một khi bị đông lại, sợ là thuấn di đều không có cách nào phóng thích, chỉ có chờ chết. rầm 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 phía trước đột nhiên truyền đến từng tiếng rất nhỏ tiếng oanh minh, đem giang giật kinh động đến, hắn tìm mắt nhìn một cái, nhìn thấy bên trái vừa vặn có mấy đạo thiểm điện đánh xuống, chiếu sáng đêm tối, cũng đem bầu trời tăm tối xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Lôi điện, Giang giật ngay từ đầu coi là bên kia tại hạ mưa to, cũng không có gì đặc biệt để ý, nhưng ở hắn trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thấy cái kia yêu vương, phát hiện nó lại hoảng sợ nhìn qua bên kia lúc, hắn mộ vậy mà cảm giác không đúng. Dầm dầm dầm, bên kia lôi minh điện giống nơi âm thanh phát ra nguyên không ngừng truyền đến, bên kia nước biển cũng tựa hồ càng đen hơn một chút giang giật hồ nghi nhìn vài lần, lại quay đầu nhìn kia yêu vương một chút, lần nữa nhìn thấy nó nhìn qua bên kia ánh mắt rất là hoảng sợ, trong mắt của hắn lập tức sáng lên, hắn thấy được một tia ánh dạng đông một chút hy vọng sống đi hắn thình lình chuyển hướng hướng không ngừng đánh xuống lôi điện khu vực phóng đi đã cái này yêu vương e sợ như thế bên kia lôi điện như vậy hắn tiến vào khu vực kia tự có cơ hội sống sót mặc dù hắn cũng cảm giác bên kia có chút không đúng nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không có cách nào chỉ có thể đánh cược một gheo ngao ngao nhìn thấy giang giật chuyển hướng hướng bên trái thuấn di mà đi cái này yêu vương có chút táo bạo gầm thét vài tiếng tốc độ bắt đầu tăng tốc miệng rộng không ngừng mở ra, phun ra từng đạo hàn khí, ngừng kết từng đạo tường băng, tựa hồ muốn đem trước mắt cái này ghê tởm nhân loại triệt để chém giết. Dầm dầm dầm, không ngừng tiếp cận khu vực kia, lôi tê điện tiếng giống càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc, giang giật nội tâm cũng càng ngày càng bất an, tựa hồ phía trước kia một mảnh trong vùng biển ẩn núp một cái viễn cổ yêu đế, một khi tới gần liền bị phá tan thành từng mảnh. Hưu, sau lưng yêu vương khoảng cách không đến 800 trượng khoảng cách, khoảng cách này vô cùng nguy hiểm, giang giật giống như còn muốn chuyển hướng, sẽ chết không có chỗ chôn trên mặt hắn lộ ra một tia dữ tợn nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng phía trước thuấn di mà đi. Ngao ngao ngao, kia yêu vương đột nhiên nổi giận trưởng giống vài tiếng, thân thể ngừng lại, to lớn trong đôi mắt đều là e ngại, không còn dám tiến lên một bước. Ừ, giang giật phát hiện yêu vương dừng lại, nội tâm có chút an tâm, nhưng hắn cũng không dám dừng lại, lại một lần nữa hướng phía trước thuấn di, bất quá lần này không dám thuấn di quá xa, một ngàn trượng nhất ngàn trượng khoảng cách chậm rãi thuấn di không ngừng cùng yêu vương kéo dài khoảng cách hô hô thuấn di năm sáu lần về sau xác định cái kia yêu vương không dám đuổi theo hắn rốt cuộc có cơ hội dừng lại thở một cái cũng mới có thời gian cẩn thận quan sát tình huống xung quanh a à, hắn rất nhanh phát hiện vấn đề nơi này nước biển lại là màu đen bốn phía còn có mùi tanh nhàn nhạt, nhạt trọng yếu nhất chính là phía trước bảy tám đạo lôi điện thế mà cuối cùng đều bổ vào một cái điểm liên tục không ngừng hướng một cái trong hải vực đánh xuống quỷ dị dị thường. Đây không phải bình thường lôi điện, cái này lôi điện làm sao xuất hiện chẳng lẽ có người hoặc là cường đại yêu thú tại dẫn động thiên lôi lôi điện cuối cùng công kích ở nơi nào. Giang giật trong mắt đều là chấn kinh, nội tâm phi thường nghi hoặc, cái này lôi điện cuối cùng bổ vào nơi nào nhưng bên kia khủng bố như thế uy áp, hắn đừng nói đi lôi điện trung tâm, sợ là còn không có tới gần, liền sẽ bị cường đại thiên địa chi uy đánh chết. Đi, nhìn mấy lần, Giang giật không dám nhìn nhiều, nhìn lướt qua phía sau vẫn tại nguyên địa bồi hồi sư tử biển yêu vương hắn nhanh chóng hướng lôi điện bên trái thuấn di mà đi suy suy tại giang giật thân thể vừa mới ngưng kết phía dưới nước biển đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn mấy chục cây xúc tu hải đằng phi bắn mà ra đem vừa mới ngưng kết thân thể giang giật quấn thành một cái thịt tống đột nhiên hướng dưới biển kéo đi a à, cái này hải đằng tốc độ quá nhanh nhanh đến mức giang giật căn bản phản ứng không kịp hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô thân thể tự bị đẩy vào như mực trong nước biển mặt biển cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hừ, lại dám vào tử vong chi hải, giang giật, người đây là tự tìm đường chết ga. Cách nơi này mấy vạn trượng phía nam hải vực, đột nhiên toát ra một cái đầu người, hắn trắng noãn trên mặt đều là đùa cợt, hừ lạnh, hừ hừ, giang giật, lần này vì giết chết ngươi, tiêu hao chúng ta 10 cái thánh đan, người cũng coi như đáng giá. Nói xong người này lần nữa chui vào trong biển, mà vô cùng quỷ dị chính là, rời đi hắn chỉ có mấy vạn trượng xa cái kia sư tử biển yêu vương lại không có nửa điểm phát giác, cái này yêu vương nhìn thấy giang giật bị đẩy vào trong biển, tại phụ cận bồi hồi vài vòng, cũng rất nhanh chui trong biển biến mất không thấy. rầm dầm dầm, xa xa trong biển, bảy tám đạo lôi điện vẫn như cũ không ngừng đánh xuống, đem đêm tối lần lượt xé rách, tại cái này tĩnh di trong đêm lộ ra phá lệ khiếp người. chương 384, đáy biển cổ quan, tử vong chi hải đại lục biết đến không nhiều, Bất quá tại thần võ quốc cùng Bắc Lương quốc tinh vẫn đảo vẫn rất có tên. Mảnh này hải vực cũng không lớn, chỉ có phương viên 10 vạn lý, mảnh này hải vực nổi danh thời gian cũng không lâu, chỉ có hơn 2 năm thời gian, bởi vì ra hải người cũng không nhiều, sở dĩ cái này hải vực cũng không có truyền khắp thiên hạ, chỉ là hai nước cao tầng cùng tinh vẫn đảo người giải mà thôi. Cái này hải vực có thể trở thành tử vong chi hải, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Bởi vì tiến vào cái này hải vực người hoặc là yêu thú đều đã chết, chưa từng ngoại lệ hai năm trước hạ đình uy đã từng phái lâm lão thái giám mang theo một đám thần du cường giả đến dò xét qua cuối cùng ngoại trừ lâm lão thái giám bên ngoài toàn bộ chết rồi đồng thời đây là lâm lão thái giám không dám vào đi kết quả lão thái giám mắt thấy mọi người chết đi quả thực là không dám bước vào một bước bởi vì hắn có loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt hắn dám vào đi hắn cũng sẽ chết trên thực tế tinh vẫn đảo chủ thiên hạ đệ nhất nhân thủy u lan đã từng cũng tới cái này dò xét qua nhưng cuối cùng tại phụ cận dạo qua một vòng cũng không dám vào đi sau khi trở về cái gì cũng không có nâng chỉ là để tinh vẫn trong đảo người nghiêm cấm tới gần nơi này khu vực cái này hải vực rất là quỷ dị ban ngày bên trong nơi này gió êm sóng lặng duy nhất khác biệt chính là chỗ này nước biển đặc biệt hắc căn bản không nhìn thấy dưới biển tình huống mà lại thần thức cũng dò xét không được đến trong đêm nơi này hội tiếng sấm vang rền không ngừng có thiểm điện đánh xuống vẫn là hướng cùng một cái điểm đánh xuống quỷ dị tới cực điểm Giang giật chưa từng ra tới biển khơi, cũng chưa từng có người nào đã nói với hắn mảnh này hải vực, vẫn là tại lúc nửa đêm, bị một cái yêu vương truy sát, không có cách nào phía dưới xâm nhập mảnh này hải vực. Hắn không đi vào sẽ chết, nhưng giờ phút này sau khi đi vào, hắn cũng cảm giác chính mình phải chết. Hắn bị một loại quỷ dị hải đằng cuốn lấy, lôi kéo hướng biển sâu phía dưới phóng đi, trong biển sâu đen kịt một màu, không có một cái hải yêu, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật sống. Toàn thân hắn bị cuốn lấy, toàn thân đều không động được, nguyên lực cũng căn bản vận chuyển không được, càng làm hắn hơn hoảng sợ là, hắn thế mà không có cách nào thuấn di. Đây là cái gì hải đằng vì sao ta không thể thuấn di chẳng lẽ linh hồn của ta chi lực cũng bị cầm giữ, hay là dưới biển không gian bị giam cầm. Giang giật hoảng sợ không ngừng ưỡn ẹo thân thể, nhưng càng vặn vẹo trói buộc càng chặt, hắn duy nhất có thể động liền là hỏa linh châu, sở dĩ hắn lập tức khống chế hỏa linh châu phát sáng lên, vô số địa hỏa đổ xuống mà ra, hắn mưu toan dùng địa hỏa đem cái này hải đăng thiêu hủy suy suy địa hỏa rất khủng bố bốn phía nước biển đụng chạm lập tức biến thành bạch khí hướng lên trên mặt cuồn cuộn mà đi nhưng chỉ giới hạn trong đây kia hải đằng bị địa hỏa đốt cháy không có nửa điểm bị thiêu hủy dấu hiệu giang giật âm thầm kêu khổ thầm than trước kia đem hỏa linh thạch tiêu xài nhiều lắm giờ phút này nếu có thể lưu lại mấy cái hẳn là có thể nhẹ nhõm chạy thoát ầm ầm trên không có lôi điện gào thét mà xuống bảy tám đạo lôi điện như từng đầu điện xà chui vào trong biển rất nhanh hội tụ thành một đầu to lớn lôi long hướng biển sâu dũng mãnh lao tới, giang giật theo lôi long hướng phía dưới nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm sáng. Điểm sáng, giang giật ánh mắt khóa chặt phía dưới, nhìn thấy cái này hải đằng chính là từ điểm sáng chỗ bắn ra, giờ phút này cũng chính lôi kéo hắn hướng điểm sáng vào tới. Nội tâm của hắn hoảng hốt, sâu trong linh hồn cảm giác bất an cũng càng mãnh liệt, tựa hồ kia điểm sáng là một cái nơi xa hung thú miệng lớn, một khi tới gần liền sẽ thịt nát xương tan, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến biện pháp, nhưng cuối cùng phát hiện ngoại trừ đem hách lão phóng xuất, để hắn nghĩ biện pháp làm gãy hải đằng bên ngoài, không còn biện pháp. Vấn đề là cái này hải đằng hách lão có thể làm gãy sao vạn nhất làm không ngừng hách lão cũng bị phía dưới bắn ra hải đằng cuốn lấy, vậy sẽ càng hỏng bét. Hắn nguyên lực căn bản vận chuyển không được, muốn đem hách lão phóng xuất, chỉ có trong nháy mắt đem lục tịnh bình theo hỏa linh châu bên trong lấy ra, sau đó dùng tay nắm vái lục tịnh bình hách lão liền có thể theo cái kia đặc biệt tiểu trong không gian ra. Chỉ là, đến lúc đó Giang Tiểu Nô cũng sẽ ra, Giang Tiểu Nô không có một chút thực lực, vừa ra tới liền sẽ tươi sống chết đuối. Sở dĩ Giang giật cuối cùng không cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thân thể bị hải đằng lôi kéo hướng điểm sáng vào tới. Kia điểm sáng hiển nhiên tại đáy biển chỗ sâu nhất, theo hải đằng không ngừng lôi kéo Giang giật hướng đáy biển vào tới, kia điểm sáng cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh biến thành một cái quang cầu, cuối cùng biến thành một cái cự đại màn hào quang ây giang giật đôi mắt không ngừng trợn to trên mặt âm trầm thần sắc đều biến thành chấn kinh chấn kinh đến không gì sánh kịp cái này sợ là hắn đời này nhìn qua kinh sợ nhất hình tượng phía dưới đáy biển rất là bằng phẳng từ xa nhìn lại tựa như một cái đất bằng đất bằng phía trên có một cái cự đại hình nửa vòng tròn màn hào quang cái này màn hào quang là một cái vòng bảo hộ tạo thành tựa như vu thần cổ trận móc ngược tại đáy biển vòng bảo hộ tản ra ánh sáng nhu hòa quang mang chiếu sáng đen nhánh đáy biển đáy biển có một cái vòng bảo hộ việc này không tính là gì. Đem giang giật hù đến chính là, phòng bảo hộ trung ương lơ lửng một cỗ đen như mực to lớn cổ quan, kia quan tài còn không có cái nắp, bên trong lại có một cái tuyệt mỹ lõa thể nữ tử, trên không lôi long gào thét mà xuống, cuối cùng đều là tiến vào trong hộ cháo, bắn tại trên quan tài biến mất không thấy. Đêm tối, đáy biển, phòng bảo hộ, cổ quan, lỏa nữ, lôi điện, hải đăng. Các loại quỷ dị tình huống kết hợp với nhau, hình thành một bước làm người ta dùng mình hình tượng, giờ phút này Giang giật còn bị lôi kéo hướng vòng bảo hộ kia bên trong phóng đi, chính hắn còn không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt khoanh tay chịu chết. Ây, thật nhiều hài cốt, Giang giật ánh mắt tại cổ quan phía dưới quét qua, càng thêm hoảng sợ, cổ quan phía dưới có rất nhiều hải đăng, những cái kia bãi biển đều quấn lấy rất nhiều hài cốt, có nhân loại, có hải thú, đếm không hết có bao nhiêu cỗ. Hải cốt cùng hải đằng đem trong hộ cháo mặt đất đều chiếm cứ, bốn phía không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, điều này nói rõ những này bị hải đằng kéo xuống nhân loại cùng hải yêu, cuối cùng đều tại chỉ có thể ở cái này chơ mắt chờ chết. Cỗ kia hài cốt, Giang giật ánh mắt bị một cỗ to lớn hài cốt hấp dẫn, kia là một đầu long hình hài cốt, cái này hài cốt có dài mấy chục trượng cao bảy tám trượng giống như theo thể tích tính toán, tuyệt đối là yêu vương cấp bậc hải yêu. Yêu vương đều trốn không thoát, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, yêu vương đều phải chết, hắn còn có thể sống sao cái này trong cổ quan nữ tử là ai nàng tại sao lại tại đáy biển vẫn là lõa thể nàng sống hay chết cái này lôi điện có phải hay không nàng dẫn xuống tới những này hải đằng có phải hay không nàng khống chế hắn tiếp xuống kết cục là cái gì nội tâm nghi vấn rất rất nhiều nhưng không ai có thể cho giang giật giải đáp thân thể của hắn bị kéo vào trong hộ cháo phòng bảo hộ ngăn cách nước biển bên trong còn có không khí thanh tân cái này chỉ ít để hắn không cần tươi sống bị kìm nén mà chết âm um, thân thể của hắn bị kéo vào đáy biển cùng một đám hài cốt đặt chung một chỗ, hải đăng không còn có bất luận cái gì động tính, giang giật vặn vẹo thoáng cái thân thể, hải đăng lại đem cuốn lấy chặt hơn. Giang giật cảm giác đều muốn bị xiết đến xương cốt biến hình, không còn dám động, nhìn qua đỉnh đầu ánh sáng dịu dịu che đậy, nhìn qua lơ lửng lên đỉnh đầu cổ quan, nhìn qua bốn phương tám hướng đen nhánh hải vực, hắn có loại không biết làm sao cảm khái. Mặc dù giờ phút này hắn còn không có bị bất kỳ tổn thương, nhưng bốn phía chất đầy hài cốt không một không còn nhắc nhở lấy hắn hắn trốn không thoát, cũng không sống nổi, hắn chỉ có thể ở cái này. Lẳng lặng chờ chết, chương 385, tiểu nô dị biến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cách mỗi 10 lần hô hấp thời gian, liền sẽ nhất đạo lôi long gào thét mà xuống, tiến vào vòng bảo hộ cuối cùng bổ vào cổ quan phía trên. Kia cổ quan cũng rất thần kỳ, như thế cường đại lôi điện bổ xuống, phía dưới cách đó không xa giang giật mỗi lần đều có thể cảm giác thân thể cùng linh hồn chấn động, nhưng cổ quan không có một chút sự tình, trong cổ quan không có chút nào khí tức lỏa nữ cũng không có bất cứ động tính gì. Nữ tử kia là ai nàng còn sống vẫn là đã chết. Giang giật giờ phút này không nhìn thấy nữ tử kia, vừa rồi cũng chỉ là nhìn qua hai lần, phát hiện nữ tử này dị thường mỹ lệ, tư sắc không kém gì tôi như tuyết, hơn nữa thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, chỉ xem tướng mạo cũng liền 17-18 tuổi. Hắn cũng không có cảm nhận được thiếu nữ này hô hấp, cái này trong hộ cháo cũng âm u đầy tử khí, không có cảm giác được sinh cơ sở dĩ hắn cũng không biết nữ tử này sống hay chết đúng rồi thần thức giang giật linh cơ khẽ động hắn hoàn toàn luyện hóa thanh xương diệp linh hồn đã tiến dai hắn không cần nhìn có thể trực tiếp dùng thần thức dò xét rất nhanh hắn nhô ra thần thức hướng cổ quan chậm rãi tìm kiếm chỉ là thần trí của hắn vừa mới đụng chạm lấy cổ quan cổ quan bên trên lập tức bạch quang lấp lánh linh hồn của hắn cũng chuyển tới nhất đạo như tê liệt thống khổ nếu không phải hỏa linh châu truyền đến nhất đạo năng lượng hắn sợ là đều muốn linh hồn bôn hội hắn không dám lộn xộn chỉ có thể lẳng lặng nằm nhìn qua trên biển uổng phí không ngừng bắn ra lôi điện nhìn qua bốn phía đen nhánh biển cả chờ đợi lấy tử vong tiến đến loại cảm giác này dị thường khó chịu còn không bằng một đao trực tiếp chém giết hắn tới thống khoái hắn chỉ có một thần bản lĩnh thần thông còn không có biện pháp phóng thích mà lại hắn không biết địch nhân là ai thời gian từng giờ từng phút trôi qua mấy canh giờ giang giật lại cảm giác qua mấy cái thế kỷ, trên không đột nhiên không còn đánh xuống lôi điện, bốn phía cũng thay đổi thành yên tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Bởi vì tại biển sâu, loại kia vô hình uy áp cũng vô cùng lớn, để giang giật hô hấp đều rất là khó khăn. Suy suy, đột nhiên, cách đó không xa một cái hải đằng động, như mũi tên nhọn hướng trên biển mà đi, không có qua quá lâu lại gào thét mà quay về, phía trên quấn lấy một đầu khổng lồ hải yêu. Giang giật cảm thụ thoáng cái khí tức, phát hiện chỉ là một cái nhị dai hải yêu. Lỗ lỗ, cái này hải yêu ngoại hình rất giống như là cá heo, bất quá trên đầu có 5 cái sừng thú, nó không ngừng đại hống, không ngừng vặn vẹo, nhưng càng như vậy hải đằng cuốn lấy càng chặt, giang giật nhìn thấy cái này hải yêu đều bị ghim đến biến hình. Lỗ lỗ, nhị giai hải yêu rõ ràng linh trí quá thấp, càng như vậy càng là hô hoán khoan khoái, vặn vẹo hung hoành, cuối cùng lại trực tiếp bị ghim chết rồi. Giang giật có thể nhìn thấy thân thể của nó bị hải đằng thật sâu xiết đi vào, huyết thủy không ngừng chảy mà ra. Ông, cây kia hải đằng bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt u quang cái kia hải yêu nhục thể cũng dùng tốc độ khủng khiếp hư thối cuối cùng hóa thành một cỗ hài cốt trên mặt đất tất cả huyết thủy đều biến mất toàn bộ đều bị hải đằng hấp thu hôm tàn giang giật thấy âm thầm kinh hãi trong đầu hiển hiện một cái hình tượng chính mình cũng sẽ cuối cùng bị tươi sống ghim chết sau đó thân thể bị hải đằng thôn phệ hóa thành một cỗ hài cốt vĩnh viễn lưu tại cái này vạn trượng hải vực phía dưới suy suy giang giật cái này không nghĩ còn khá tưởng tượng cuốn lấy hắn hải đằng đột nhiên động, bắt đầu chậm rãi co rút lại, hiển nhiên muốn đem giang giật cho tươi sống ghim chết. Hách lão, tiểu nô, xin lỗi, chết, giang giật không sợ, hắn duy nhất có ta tiếc núi liền là liên lụy hách lão cùng giang tiểu nô, lần này vốn định mang giang tiểu nô ra chơi đùa, có nhai tí thú coi là trên đường không có gì nguy hiểm, lại không nghĩ rằng ra chuyện như vậy. Liều mạng, đem hách lão cùng tiểu nô thả ra đi dù sao ta chết đi, các nàng cũng không sống nổi, nhìn xem hách lão có thể hay không có biện pháp. Giang giật chết rồi, cái này Hỏa Linh Châu cũng sẽ biến thành vật vô chủ, vĩnh cửu để ở đây. Lục Tịnh Bình tại Hỏa Linh Châu bên trong, hách lão cùng tiểu nô căn bản không có cách nào ra, hai người các loại hách lão cổ thần nguyên trong nhẫn đồ ăn thanh thủy sử dụng hết, cuối cùng cũng chỉ có thể tươi sống chết đói. Hắn Hỏa Linh Châu rất nhanh phát sáng lên, một cái Lục Tịnh Bình ra trong tay hắn, hắn vốn định trực tiếp bóp nát, nhưng này một khắc lại cảm thấy đáng tiếc, nghĩ nghĩ liều mạng điều tập một tia nguyên lực chuẩn bị quán chú vào lục tịnh bình bên trong. Hắn khống chế viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực màu đỏ điên cuồng hướng trong kinh mạch vào tới, nhưng nguyên lực vừa ra đan điền lập tức vận chuyển tốc độ trở nên chậm, mỗi lần tiến lên một bước đều dị thường khó khăn, giang giật nếu là cưỡng ép vận hành lời nói, kinh mạch có thể sẽ bị vỡ tan. Phá đi, dù sao đều phải chết, giang giật cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, điên cuồng vận chuyển nguyên lực hướng tay phải dũng mãnh lao tới, kinh mạch không có gì bất ngờ xảy ra từng đoạn từng đoạn vỡ tan, Giang giật toàn thân đều đau đến co quắp, nhưng hắn vẫn như cũ vận chuyển một sợi nguyên lực đi trong lòng bàn tay, rót vào lục tịnh bình bên trong. Ông, lục tịnh bình phát sáng lên, hai thân ảnh ra giữa không chung, hách lão cùng giang tiểu nô vừa ra tới, ánh mắt lập tức khóa chặt giang giật, hách lão đôi mắt lập tức co rụt lại, giang tiểu nô sắc mặt dây lát biến, kinh hô lên, thiếu ra. Suy suy, để giang giật tuyệt vọng là, thân thể hai người cũng còn không nhúc nhích, hai cái hải đằng dùng tốc độ khủng khiếp điên cuồng bắn ra, tại hách lão cũng không kịp phản ứng trước đó, đem hai người quấn thành một cái thịt ống. Ai, xong, Giang giật nặng nề thở dài, nhìn thấy hai người đều bị kéo đến dưới mặt đất cùng hắn song song, hắn cười khổ nói, hách lão, tiểu nô, lần này liên lụy các ngươi. Chúng ta sợ là cũng phải chết ở địa phương quỷ quái này. Giật thiếu, đây là thứ quỷ gì của ta nguyên lực làm sao vận chuyển không được nữa hách lão quá sợ hãi, hoảng sợ hỏi. Tiểu nô cũng như một cái bị hù dọa thỏ, không ngừng uốn éo người, nhưng hải đằng lại cuốn lấy càng ngày càng gấp, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sợ hãi cùng khủng hoảng, trong mắt to nước mắt lấp lánh, vô cùng đáng thương. Ai, Giang giật nhanh chóng cùng hách lão Giang Tiểu Nô giải thích một lần, lúc này mới ái náy nhìn qua hai người nói, ta vốn muốn đem hách lão phóng xuất, nhìn xem có hay không biện pháp, xem ra là trời muốn diệt chúng ta. Hách lão lẳng lặng nghe xong, thử một chút biện pháp, xác định không có cách nào chạy ra sinh ngày sau, cười khổ nói ra, giật thiếu không cần ái náy, lão hách tuổi đã cao, cũng không sống nổi mấy năm, có thể cùng giật thiếu một lên chết, cũng rất vinh hạnh. Tiểu nô rất kỳ quái không nói gì, ngược lại nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ yếu ớt như tuyết, tựa hồ bị dọa đến lời cũng không dám nói. Suy suy, ba cái hải đằng không ngừng co rút lại, giang giật bắt đầu kiểu bị ghim chết rồi, giờ phút này triệt để nói không ra lời, cảm giác cả người xương cốt đều muốn đoạn mất, hắn chật vật vặn vẹo đầu, nhìn qua bên cạnh giang tiểu nô, trong con người đều là ái náy cùng thống khổ, hắn dùng hết khí lực toàn thân, há mồm nói ra tiểu nô, đừng sợ, thiếu ra bồi tiếp người cùng một chỗ sông cửu u minh giới. Giang tiểu nô hai mắt vẫn là đóng chặt lại, toàn thân run rẩy càng ngày càng lợi hại, thấy giang giật đau lòng không thôi, hách lão ở một bên nhìn thoáng qua, cũng khe khẽ thở dài, tuyệt vọng nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Ông, vào thời khắc này, tiểu nô con mắt đột nhiên mở ra, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng phát sáng lên, toàn thân đều phóng xuất ra nhất đạo hào quang màu xanh lục quang mang kia đâm vào giang giật cùng hách lão đều mắt mở không ra một cỗ khí tức kinh khủng theo giang tiểu nô trên thân phóng thích mà ra ngay sau đó một màn càng thêm làm người ta sợ hãi sự tình phát sinh giang tiểu nô tóc đột một biến thành màu xanh sẫm đôi mắt cũng lục quang lấp lánh hai lỗ tai không ngừng thật dài trở nên nhọn tựa như một con mèo nữ phía sau lưng nàng áo bào từng mảnh bạo liệt hai phiến cánh chim màu xanh lục xông ra đồng thời mười ngón tay của nàng trở nên thon dài móng tay cũng thay đổi thành lục sắc cái này Giang tiểu nô đột nhiên dị biến đem giang giật cùng hách lão đều dọa sợ, giang giật càng là đầy mắt chấn kinh ngạc, đây là nàng cái kia ôn nhu đáng yêu tiểu thị nữ sao việc này thoát thoát liền là một cái biến dị ác ma ha. mươi 386, chạy thoát, phanh phanh phanh, giang tiểu nô trên người hải đằng đột nhiên từng đoạn từng đoạn bạo liệt, dưới thân hải đằng còn e ngại không tốt tới gần nàng, giang tiểu nô thân thể tựa như tia chấp hướng giang giật vào tới, hai cái như lợi chảo tay nhỏ lục quang lấp lánh. Đột nhiên bắt lấy giang giật trên người hải đằng dùng sức kéo một cái, vậy ngay cả yêu vương đều có thể trói buộc cường đại hải đăng, tại giang tiểu nô móng vuốt hạ như dây cỏ yếu ớt, lại nhẹ nhõm bị kéo đứt. Tiểu nô, giang giật giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn qua giang tiểu nô, trợn mắt hốc mồm. Giang tiểu nô một câu không nói, lại nhanh chóng hướng hách lão phóng đi đem hắn trên người thảo dây leo kéo đứt, lúc này mới hai cánh tay phân biệt nắm lấy hách lão cùng giang giật, như một đạo như lưu tinh hướng trên biển phóng đi. A, à, giang giật cùng hách lão liếc nhau, hai người đều cảm giác đang nằm mơ, Giang Tiểu Nô tốc độ lại so nhai tí thú nhanh hơn rất nhiều, chỉ là trong chớp mắt thế mà xông ra mặt biển, phía sau lưng hai phiến màu xanh sẫm vũ rực vỗ, mang theo hai người dùng tốc độ khủng khiếp hướng tử vong chi hải mặt phía bắc bay đi. Ông, dưới biển vạn trượng đáy biển, cái kia vòng bảo hộ bên trong, cổ quan tại thời khắc này phát sáng lên, cái kia nằm tại trong cổ quan nữ tử đột nhiên mở mắt. Nàng đôi mắt như tinh không thâm thúy, có một loại lực hút vô hình, tựa hồ nhìn một chút liền bị nàng hấp dẫn đi vào, nàng trừng mắt nhìn, môi son khẽ mở, lẩm bẩm nói, cái này một giới lại có như thế trùng tộc mạnh mẽ còn tốt giống như là thiên tinh đại lục quái tai, quái tai, lần này trở về được hào hào hỏi một chút phụ hoàng. Nữ tử nhẹ giọng thì thào một tiếng, lần nữa nhắm mắt ngủ say, trên thân không có nửa điểm hô hấp và sinh cơ, tựa như một cỗ thi thể vĩnh cửu tại dưới biển sâu ngủ say. Hưu, Giang giật bị Giang tiểu nô mang theo, như một đạo như thiểm điện phá không mà đi, giờ phút này đã là ban ngày, Giang giật cũng có thể thấy rõ ràng cái này tử vong chi hải cùng bên ngoài hải vực khác biệt, không qua sông Tiểu Nô tốc độ quá nhanh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt đã rời đi tử vong chi hải, hướng phương bắc thẳng tắp bay đi. Tiểu Nô, Giang giật nhìn qua bên người khí thức dọa người, màu xanh sẫm trong đôi mắt đều là lạnh ý, hoàn toàn biến thành một người khác Giang Tiểu Nô, có chút không xác định kêu một tiếng. Vấn đề này quá huyền diệu, Giang Tiểu Nô từ nhỏ đã không thể tu luyện, cũng cùng bình thường nữ tử giống nhau như đúc, chưa bao giờ nửa điểm dị trạng giờ phút này lại đột nhiên trở nên như thế cường đại ngoại hình cũng thay đổi hoàn toàn dạng trở nên căn bản không giống loài người người nói này làm sao không cho giang giật kinh hãi vạn phần giang tiểu nô nhìn giang giật một chút nhanh chóng nói ra thiếu ra đừng nói chuyện tiểu nô trèo trống không được bao lâu về sau lại cùng ngươi giải thích a à, nghe được tiểu nô thanh âm giang giật hoàn toàn yên tâm lại đây là giang tiểu nô thanh âm không sai ngữ khí cũng giống nhau như đúc hắn tiểu thị nữ mặc dù thay đổi nhưng vẫn là hắn tiểu thị nữ. Hách lão đại khí không dám phun ra, lại không dám mở miệng nói chuyện, bất quá ngẫu nhiên nhìn về phía giang giật ánh mắt cũng biến thành phá lệ khác biệt. Giang giật là cái quái thai, không nghĩ tới hắn cái này bình thường nhìn nhu nhu nhược nhược, không chút nào thu hút tiểu thị nữ càng là cái quái thai bên trong quái thai. Y phiêu phiêu, hách lão trong đầu đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ, y phiêu phiêu không phải cái đại lục này người, giang tiểu nô là y phiêu phiêu nhận nuôi trở về cho giang giật làm thị nữ, rất có thể. Y phiêu phiêu ngay từ đầu liền biết Giang Tiểu Nô không phải nhân loại bình thường, người thị nữ này là đưa cho con trai mình làm bảo tiêu, hoặc là làm đan lô. Một cái chưa từng tu luyện qua, không có nửa điểm thực lực thiếu nữ, giờ phút này đột nhiên bạo phát đi ra thực lực, lại có thể so kim cương cảnh cường giả Giang Tiểu Nô thân thế tuyệt đối không tầm thường. Y phiêu phiêu giống như biết rõ Giang Tiểu Nô thân thế, còn có thể nhận nuôi trở về, như vậy Y phiêu phiêu lai lịch lớn hơn. Hách lão nuốt mấy cái nước bọt, cố gắng khống chế chính mình thân tử không muốn run rẩy chiến vô song đem hắn đưa cho Giang giật làm thủ hạ, hắn có loại bị nữ thần may mắn đập chúng cảm giác, đi theo Giang giật hắn tựa như thấy được một đầu có thể thông thiên kim quang đại đạo. Hưu, Giang tiểu nô thân thể bỗng nhiên khẽ run lên, nàng thẳng tắp hướng một cái hải đảo phóng đi. Nhưng vừa mới đến trên hải đảo mới, trên thân khí tức đột nhiên kịch liệt yếu bớt, tóc cũng thay đổi trở về màu đen, trong đôi mắt quang mang màu xanh sẫm dần dần yếu đi, lỗ tai cùng tay đều biến trở về nguyên dạng, phía sau vỗ rực chui vào cùng phía sau lưng nàng thân thể mềm nhũn cùng giang giật hai người thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống phía dưới. Tiểu nô, giang giật bị hù dọa, vội vàng ôm lấy giang tiểu nô, thân thể bay vọt mà xuống, tại mặt đất lăn khỏi chỗ tan mất sung lực, lúc này mới ngồi quỳ chân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong ngực giang tiểu nô quát khẽ nói tiểu nô, ngươi thế nào? Phốc, giang tiểu nô một ngụm máu tươi phun ra, phun giang giật khắp cả mặt mũi đều là, nàng khí thức từ từ biến yếu, cuối cùng nói cái gì cũng không nói, nghẹo đầu mất đi tiểu nô tiểu nô giang giật không để ý tới lau trên mặt tiên huyết lớn tiếng kêu to hách lão nhanh chân vào tới dò xét thoáng cái giang tiểu nô mạch tượng nhanh chóng lấy ra một viên đan dược và thanh thủy cho giang tiểu nô phục lúc này mới nói ra giật thiếu đừng lo lắng thân thể nàng không có đại sự chỉ là quá độ suy yếu mà thôi a à nha giang giật thở ra một hơi thật dài đưa tay vận chuyển chút hít nguyên lực rót vào giang tiểu nô trong thân thể muốn cho nàng chữa thương nhưng nguyên lực tiến vào trong gân mạch giang tiểu nô trong thân thể đột nhiên tuôn ra một chút không hiểu năng lượng đem giang giật nguyên lực ép ra ngoài còn đem hắn thân thể cho phản chấn ra ngoài hách lão liên thanh ngăn cản nói giật hiếu, chứa lộn xộn tiểu nô tiểu thư khẳng định là đặc thù chủng tộc người đi giúp nàng chữa thương ngược lại sẽ hại nàng a à nha giang giật không dám lộn xộn tra xét rõ ràng một phen xác định giang tiểu nô chỉ là quá suy yếu mê man đi qua hắn triệt để yên tâm hắn bốn phía quét qua trầm giọng nói hách lão ta trước chữa thương một hồi, người giúp ta đề phòng, trễ chút lập tức đi đường, kề bên này không nhất định an toàn. Tốt, khách lão nhẹ gật đầu, mới từ kia phiến kinh khủng trong hải vực ra, ai biết phụ cận có hay không hải yêu lập tức giang giật ôm giang tiểu nô đi vào hải đảo trong rừng cây, lấy ra một viên đan dược chữa thương, khách lão ở một bên đề phòng. Còn tốt phụ cận tựa hồ cũng không có hải yêu, Giang giật chữa thương ba canh giờ, bốn phía đều rất là bình tĩnh. Giang giật có mấy tiết kinh mạch đã nứt ra, nội tạng cũng thụ thương, vừa rồi vận chuyển nguyên lực đều là từ nhỏ trong kinh mạch triệu tập ra, còn tốt thụ thương không tính quá nghiêm trọng, giang giật chữa thương một hồi đã khôi phục gần nửa, chỉ ít sẽ không xuất huyết bên trong, chỉ cần không cưỡng ép triệu tập đại lượng nguyên lực liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đi, thương thế khôi phục một chút, giang giật cũng không ngồi yên nữa, rời đi nơi này càng xa càng an toàn, thật vất vả thoát ly miệng hổ, hắn cũng không muốn lại rơi vào ổ sói. Lập tức hắn đem hách lão cùng tiểu nô đều thu nhập lục tịnh bình bên trong, không ngừng hướng tinh vẫn đảo phương hướng thuấn di mà đi cũng may mắn mới vừa rồi không có hủy đi lục tịnh bình nếu không giờ phút này cũng không biết làm sao bây giờ giang giật thuấn di hoàn toàn không cần tiêu hao nguyên lực sở dĩ đi đường rất nhẹ nhàng cảm mộ phệ hồn na di thuật thời gian dài như vậy hắn cũng triệt để nắm giữ cái này thần thông kỹ xảo có thể giữa không chung ổn định thân thể liên tục không ngừng thuấn di hắn lần này dòng giã thuấn di tiểu nửa ngày cũng không biết vượt ngang bao xa hải vực xác định triệt để sau khi an toàn hắn rốt cục không chống nổi, tùy ý tìm được một cái tiểu hải đảo vọt vào, bốn phía dò xét thoáng cái, phát hiện không có yêu thú về sau, đem hách lão cùng tiểu nô phóng ra, hắn ngã xuống đất tựu mê man đi qua. Hách lão nhìn qua mê man trên mặt đất giang giật cùng giang tiểu nô, trong con người hiện lên một tia lửa nóng, hắn không hiểu có loại cảm giác, có lẽ không được bao lâu, toàn bộ thiên tinh đại lục liền sẽ bị hai người này huyên náo long trời lở đất. Chương 387, phần thiên chi nộ chương 387, giang giật ngủ mê bảy tám canh giờ tự tỉnh lại thiên vẫn chưa hoàn toàn bày ra giang tiểu nô ngay tại bên cạnh hắn nằm hách lão xếp bằng ở phụ cận đề phòng hắn cho tiểu nô kiểm tra một chút thương thế gặp nàng cũng không có trở ngại chỉ là vẫn như cú quá suy yếu tại trong mê ngủ hắn yên tâm lại cùng hách lão hỏi thăm một chút tình huống lần nữa ngồi xếp bằng chữa thương chữa thương ba bốn canh giờ kinh mạch khôi phục bảy tám phần coi như vận dụng nguyên lực đều vấn đề không lớn giang giật dừng lại chữa thương tiếp nhận hách lão đưa tới thịt nướng thanh thủy, ăn một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu nô, cao mày hỏi, hách lão, tiểu nô đây là có chuyện gì ngươi nói nàng là đặc thù chủng tộc ý kia? Nàng không phải thuần túy nhân loại, cũng không phải, cũng không phải. Hách lão lắc đầu nói, chiến gia cũng là đặc thù chủng tộc, nhưng cũng là nhân loại bình thường a. À. Tiểu nô tiểu thư hẳn là cùng loại chiến thần nhất tộc dạng này đặc thù tộc đàn, bất quá các nàng loại này thi đấu trong tộc chiến thần nhất tộc cường đại mấy lần, giật thiếu, Vân Hải Đại Nhân không cùng nói tiểu nô lai lịch. Nói a à, Giang giật trầm tư thoáng cái, nói, đại gia gia đoán chừng cũng không rõ ràng đi, tiểu nô là hai ta tuổi lúc, mẫu thân đột nhiên nhận nuôi trở về, còn như. Nàng từ chỗ nào ôm trở về tới, cái này không được biết rồi. Đại gia gia cùng ta vẫn cho là tiểu nô chỉ là bị người vứt bỏ bé gái, mẫu thân nhìn thấy tự kiểm trở về. Tiểu nô từ nhỏ đến lớn chưa từng dị trạng, lại đột nhiên có thể biến thân, còn có được như thế thực lực cường đại. Hách lão càng ngày càng kiên định nội tâm suy đoán, Giang Tiểu Nô hẳn là y phiêu phiêu cố ý nhận nuôi trở về, cho Giang giật làm bảo tiêu cùng đan lô. Không bằng hắn không dám nói ra, dừng một chút, trầm giọng nói, giật hiếu, những sự tình này chúng ta đi đoán cũng vô dụng, chỉ có chờ Tiểu Nô Tiểu Thư tỉnh lại, nàng đã có thể khống chế trong thân thể năng lượng, để cho mình biến thân, trở nên như thế cường đại, khẳng định cũng sẽ biết rõ rất nhiều chuyện. Ừm, Giang giật nhẹ gật đầu không nói thêm lời, ánh mắt chuyển hướng Giang Tiểu Nô mỉm cười, đối với hắn mà nói giang tiểu nô biến thành cái dạng gì đều như thế có hay không thực lực không trọng yếu chỉ cần nàng vẫn là giang tiểu nô là được đi đi trước tinh vẫn đảo cái này biển cả quá hung hiểm hắn đem trong tay xương cốt ném một cái đứng dậy đem hai người thu nhập lục tịnh bình tiếp tục thuấn di đi đường hắn trước kia còn không có tao ngộ hải yêu lúc tự khoảng cách tinh vẫn đảo không đến hai ngày lộ trình liên tục thuấn di lớn nửa ngày mặc dù tốc độ cùng nhai tí thú so sánh vẫn còn có chút tranh lệch nhưng theo coi là hẳn là nhiều nhất một hai ngày liền có thể đuổi tới. Tinh vẫn đảo chỗ đầu giang giật có, một đường thuấn gì hắn cũng không ngừng quan sát địa hình, phán đoán tiến lên phương hướng. Mỗi lần đi đường tiểu nửa ngày, hắn liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi, tránh cho linh hồn quá suy yếu, vạn nhất gặp được nguy hiểm không có cách nào đào tẩu. Một đường tiến lên, giang giật ngẫu nhiên gặp được hải yêu, nhưng đều là nhị giai tam giai, không còn có yêu vương. Cấp thấp hải yêu đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực, sở dĩ đuổi đến hơn một ngày đường, coi như bình tĩnh. Ngao ngao, ngày thứ hai lúc xế chiều, phía nam đột nhiên vang lên một đạo chấn thiên tiếng giống, giang giật thân thể chấn động, nhanh chóng hướng phía trước tuấn di mấy lần, dừng ở một cái hải đá ngầm san hô phía trên, ánh mắt lúc này mới hướng phía nam nhìn lại. Hiu, một đạo đỏ vàng sắc thân ảnh to lớn từ đằng xa mà đến, còn không có tới gần một cỗ cường đại đến làm người ta hít thở không thông khí tức tự đập vào mặt, giang giật không chút nào cảm thấy kiềm chế, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, thật xa quát khẽ nói ha ha yêu vương ta liền biết ngươi không chết được hừ hừ nhai tí thú bay vụt mà đến lơ lửng tại giang giật trên đỉnh đầu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra chỉ là hai cái tôm nhỏ tiểu giải thôi bản vương không cần tốn nhiều sức tụ chém giết một cái một cái khác nếu không phải trốn được nhanh bản vương cũng định để nó lưu lại điểm ấy tu hành cũng nghĩ cùng bản vương đấu không cần tốn nhiều sức giang giật chế nhạo cười một tiếng ánh mắt trừng trừng nhìn qua nhai tí thú cái mông phía trên thế nhưng là có một đạo thật sâu vết thương. Mặc dù không có chảy máu, nhưng đi qua nhiều ngày như vậy, thương thế này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể tưởng tượng lúc ấy thụ thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhìn cái gì vậy tiểu tử, còn chưa lên, bản vương coi như đi. Nhai tí thú thẹn quá hóa giận, khó chịu quanh quẩn trên không trung, Giang giật cười nhạt một tiếng, một cái thuấn di lên nhai tí thú phía sau lưng, lúc này mới hỏi thăm về đến, yêu vương, những cái kia hải yêu cùng yêu vương tại sao lại tập kích chúng ta nơi này không phải biển sâu a à ta chạy đi không bao xa lại tao ngộ một cái yêu vương cuối cùng còn tiến vào một mảnh rất quỷ dị hải vực kém chút chết ở bên trong nhai tí thú vốn định lập tức hướng phía trước phương lang uổng phí phi hành nghe xong dừng lại thân hình quay đầu trầm giọng nói người cũng gặp phải một cái yêu vương cuối cùng còn tiến vào một mảnh quỷ dị hải vực chẳng lẽ là tử vong chi hải cũng không ban đêm muộn có sấm chấp. tử vong chi hải giang giật không hiểu nhiều lắm mơ hồ nháy nháy mắt cùng yêu vương kể rõ lên một đường tao ngộ, bất quá cuối cùng che giấu Giang Tiểu Nô cứu được hắn cùng hách lão sự tình. Giang Tiểu Nô có thể biến thân, thực lực còn có thể thời gian ngắn tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng, việc này giống như truyền đi, khẳng định toàn bộ thiên hạ đều sẽ chân kinh. Hắn cũng không muốn Tiểu Nô bị nửa điểm tổn thương, sở dĩ việc này bất luận kẻ nào đều không muốn cáo chi, cái này Tiểu Thị Nữ thế nhưng là hắn độc chiếm. Tiểu Tử, người thế mà thật có thể đi ra tử vong chi hải, người thật sự là một cái quái thai. Yêu vương một đôi mắt đều là kinh ngạc, nó vỡ ra miệng rộng nói: Bản vương rời đi càn khôn điện lúc chủ nhân đã từng truyền âm cho bản vương, đại lục này có ba cái địa phương để bản vương nhớ lấy cẩn thận. đệ nhất liền là tử vong chi hải, thứ hai là tam vạn đại sơn bên trong thiên nữ phong, cái thứ ba là mộng biển sâu uyên. hắn nói cái này ba cái địa phương bản vương tiến đến, tuyệt đối hẳn phải chết, không nghĩ tới người vậy mà có thể đi tới. A, à, Giang giật hồ nghi chừng mắt nhìn, không hiểu hỏi, phù thần chết đi nhiều năm như vậy hắn làm sao đối với đại lục sự tình giải đến rõ ràng như vậy. Hừ hừ, yêu vương ngạo nghễ ngóc đầu lên nói, chủ nhân kỳ tài ngút trời, cảm ngộ 10 loại nhất cường đại thượng cổ vu thuật, trong đó có một loại vu thuật có thể nhẹ nhõm dò xét toàn bộ đại lục cùng phụ cận hải vực. Hắn sợ ngươi gặp được nguy hiểm, không tiếc thiêu đốt còn sót lại không nhiều hồn lực, thả ra một lần vu thuật giúp ngươi dò xét một lần. Dò xét toàn bộ đại lục, giang giật âm thầm tặc lưỡi, cái này vu thuật chuyện này quả thật thần hồ kỳ kỹ, đây là vu thần đã chết tiền kỳ dưới, nếu là hắn không chết, thực lực của hắn nên đến cỡ nào cường đại. Cái này thường cổ vu thuật mạnh mẽ như vậy xem gia tinh vẫn đảo sau khi trở về, muốn lập tức vào vu thần trong cấm địa lĩnh hội vu thuật. Nếu không vạn nhất ra một ít chuyện, làm trễ nải thời gian, cái này vu thuật liền muốn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Giang giật quyết định, kia nhai tí thú lại mở miệng nói ra, lần này hải yêu đột nhiên đột kích có rất lớn vấn đề, hẳn là cừu gia của người cố ý khích giận bọn chúng, nếu không những này yêu vương không có khả năng liên hợp, bình thường tôm tép cũng không dám trêu chọc bản vương. Hừ hừ, tiểu tử ngươi cừu ra nhiều lắm, còn không phải cố gắng tu luyện, nói không chừng ngày nào liền chết. Hưu, nói xong, nhai tí thú thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đông bắc bay đi, tốc độ so giang giật nhanh hơn. Vẹn vẹn nửa ngày, phía trước tự xuất hiện một cái cự đại hải đảo, cái này hải đảo địa hình rất kỳ lạ, giống như một cái phiêu phù ở mặt biển viên cầu, lại giống cửu thiên tri thượng rơi xuống một viên to lớn vẫn thạch. Giang giật, hoan nghênh đến tinh vẫn đảo làm khách, một đạo phiêu miểu thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm rất êm tai, tràn ngập nữ tính ôn nhu, làm người ta như mộc xuân phong. Nhưng là, Giang giật tại thời khắc này lại tựa như không có nghe được thanh âm kia, ánh mắt của hắn chừng chừng nhìn, phía dưới quảng trường khổng lồ phía trên đứng sừng sững một tòa cự đại bạch ngọc pho tượng. Pho tượng điêu khắc chính là một người, một cái tuyệt mỹ như tử, nữ tử có chút kiêu ngạo có chút ngang thủ lĩnh xem phương xa, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, đẹp đến nỗi lòng người say. chương 388, mẫu thân người rất có thể không chết. Tinh vẫn đảo rất lớn, nhưng kiến trúc cũng không nhiều, từ trên cao phía dưới nhìn xuống, có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh xinh đẹp bạch ngọc cung điện. Nơi này tựa như một cái phóng đại gấp 10 đại hạ quốc vương cung, mảnh này kiến trúc bên ngoài không còn có một ngôi lầu vũ. Địa phương còn lại đều là cây xanh cỏ xanh hoa tươi, toàn bộ hòn đảo xinh đẹp đến tựa như tiên cảnh. Tinh vẫn trong đảo ở lại người cũng không nhiều, bình thường hàng năm bảo chỉ tại vạn người tả hiếu, mà cái này vạn người không ngoài dự tính đều là nữ tử. Thủy Nguyệt Quan thành lập vạn năm, một mực chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, chưa từng thu nam đệ tử. Nơi này chính là một cái độc lập với thế ngoại nữ nhi quốc. Xem nội đệ tử thường xuyên hành tẩu thiên hạ, hội thu dưỡng một chút thiên tư không tệ nữ cô nhi mang về tinh vẫn đảo nuôi dưỡng thành người. Trong quán quy củ không tính quá nghiêm ngặt, nếu là có đệ tử muốn gả người, xem bên trong cũng sẽ không ngăn cản nhưng lấy chồng sau sẽ không còn là thủy nguyệt quan đệ tử. Bất quá, nếu là có đệ tử tự mình mang nam nhân vào đảo, một khi bị phát hiện, đệ tử này cùng nam nhân kia hạ chàng sẽ rất thảm. Hơn một ngàn năm trước, tụ phát sinh qua như vậy một kiện sự tình. Có một tên thiên tư có chút không tệ nữ đệ tử ra ngoài du lịch, cuối cùng cùng với bác lương quốc một cái siêu cấp gia tộc thiếu gia yêu nhau, hoàn châu thai ám kết, về sau cô gái này đệ tử thu được trong quán khẩn cấp đưa tin nhất định phải hồi trở lại tinh vẫn đảo, kia đại gia tộc hiếu ra không yên lòng nữ tử này, thế là hai người lặng lẽ vào đảo, cuối cùng hai người đều bị chém giết. Cái này gia tộc siêu lớn tộc trưởng đại phát lôi đình, muốn thuyết phục Bắc Lương quốc quốc chủ đánh hạ tinh vẫn đảo, nhưng vài ngày sau cái này đại gia tộc toàn tộc bị diệt, không ai sống sót. Bắc Lương quốc quốc chủ giận dữ, để kim cương cảnh quốc sư xuất lĩnh mấy vạn đại quân vây công tinh vẫn đảo, sau đó chuyện gì xảy ra, đại lục không ai biết rõ. Dù sao Thủy Nguyệt Quan vẫn như cũ sừng sững tại tinh vẫn đảo phía trên, Bắc Lương Quốc quốc chủ không còn có nhắc lên chuyện này. Thủy Nguyệt Quan tại việc này sau triệt để dương danh thiên hạ, có thể cưới Thủy Nguyệt Quan nữ tử, cũng là đại lục rất đa vương hầu công tử lần có mặt mũi sự tình, theo Thủy Thiên Nhu bị đại lục như vậy đa vương hầu công tử chỗ truy phùng đó có thể thấy được. Trên thực tế, Thủy Thiên Nhu làm sao tới đây cũng là đại lục rất nhiều người nói chuyện sai xưa sự tình. Thủy Nguyệt Quan lưu truyền tới tin tức, Thủy Thiên Nhu là Thủy U Lan thu dưỡng. Nhưng cái này giải thích căn bản không ai tin tưởng. Bởi vì Thủy U Lan đối Thủy Thiên Nhu quá tốt rồi, tốt Thủy Nguyệt Quan đều có người đều rất là hoài nghi. Giống như Thủy Thiên Nhu là Thủy U Lan thân sinh, như vậy việc này thì càng huyền diệu. Trên thế giới này, có cái nào tuyệt thế nam tử có thể làm cho Thủy U Lan cảm mến, còn một người 10 tháng hoài thai đem Thủy Thiên Nhu sinh ra, đơn độc dưỡng dục trưởng thành đã nhiều năm như vậy, cái này nam tử chưa hề hiện thân qua, Thủy U Lan thực lực như thế không có giận tím mặt, chém giết cái này đàn ông phụ lòng. Những chuyện này Giang giật đã từng cũng rất là nghi hoặc, đương nhiên, giờ phút này hắn hoàn toàn không tâm tư suy nghĩ những này, tự liền trên quảng trường bay lên hơn 10 tên thủy nguyệt quan xinh đẹp nữ đệ tử, hắn đều coi thường. Hắn kinh ngạc nhìn qua phía dưới tòa kia to lớn bạch ngọc pho tượng, giờ khắc này, trong thế giới của hắn cũng chỉ còn lại pho tượng này. Bay người lên tới nữ tử đều rất trẻ trung xinh đẹp, thực lực cũng không tệ, tối cường mấy cái đều đạt đến thần du tam trọng tả hiếu, các nàng đều ngồi cưỡi lấy từng cái bạch hạc, người mặc xanh biếc, phấn hồng, tuyết trắng váy dài từng cái bên hông cài lấy trường kiếm khi khái anh hùng hừng ngực, bình thường nam tử sợ là nhìn các nàng một chút đều sẽ bị câu hồn tham gia nhiếp chính vương đại nhân đám người này không dám tới gần quá gần nhai tí thú khí thế quá cường đại các nàng khoảng cách giang giật trăm trượng ôm quyền hành lễ trong mắt đẹp quang mang lưu truyền rất là hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này danh mãn thiên hạ tuyệt thế thiếu niên giang giật chưa có trở về lễ hắn vẫn như cú kinh ngạc nhìn qua pho tượng kia ở phía dưới mấy nữ tử đều lộ ra vẻ không vui lúc, hắn thân thể rốt cuộc động. Nhưng hắn không có hướng mấy nữ tử đáp lễ, mà là thân thể sáng lên một đạo bạch quang, một giây sau ra phía dưới trên quảng trường. Quảng trường bốn phía rất nhiều nữ đệ tử, bởi vì Thủy U Lan đột nhiên truyền thanh, càng nhiều nữ đệ tử hướng quảng trường vào tới, muốn gặp một lần cái này đệ nhất thiên hạ tuyệt thế thiên tài. Những nữ đệ tử này mặc dù cũng không phải là từng cái đẹp như tiên nữ, nhưng xuất thân Thủy Nguyệt Quan đều khí chất bất phàm, dáng vẻ ngàn vạn, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, đẹp không sao tả xiết. Giang giật một cái đều không có xem, hắn đứng tại kia cao tới ba trượng to lớn bạch ngọc pho tượng phía trước năm trượng, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng tấm kia tuyệt mỹ mặt, bên trong tròng mắt của hắn một mảnh lửa nóng, còn ẩn ẩn ngấn lệ. Hắn chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy pho tượng này, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy gương mặt này, nhưng hắn không hiểu cảm thấy thân thiết, cảm thấy quen thuộc, cảm thấy ấm áp. Bịch, hắn đột nhiên đối pho tượng kia hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, quỳ đến dưới mặt đất rõ ràng gạch đều phanh phanh vang, hắn không người xuống dưới, cung kính bái ba bái, cuối cùng cúi đầu không có đứng dậy, một mực nằm dạp trên mặt đất, trong mắt nước mắt từng mảnh từng mảnh nhỏ xuống, đánh vào phía dưới phiến đá bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. A, à, toàn trường kinh ngạc, bốn phía một mảnh tĩnh giật, toàn bộ nhìn qua cái kia quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy thiếu niên, đôi mắt đẹp lấp lóe, kinh nghi bất định. Trên thực tế, pho tượng này điêu khắc chỗ là ai đến thủy nguyệt quan đệ tử cũng không biết, pho tượng kia là 20 năm trước Thủy U Lan đặt ở quảng trường, nàng cũng không có giải thích người này là ai, chỉ là để đệ tử mỗi tháng đều thăm viếng một lần. Thân phận của cô gái này một mực là Thủy Nguyệt Quan gần vạn đệ tử trong lòng mê, giang giật đến một lần cái này, lập tức đối nữ tử này quỳ hoài không dậy, còn lệ rơi đầy mặt, mọi người đương nhiên tốt kỳ giang giật cùng nữ tử này quan hệ. Nữ tử này hoàn toàn chính xác cùng giang giật có quan hệ. Mặc dù giang giật không có nhìn qua pho tượng kia, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy gương mặt này, nhưng hắn kiên định lạ thường nữ tử này thân phận mẹ ruột của hắn y phiêu đối với y phiêu phiêu trí nhớ của hắn quá mơ hồ chỉ có một đường viền mơ hồ cái này hình dáng rõ ràng gương mặt này cũng thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn thủy u lan không có lửa hắn mẫu thân nàng hoàn toàn chính xác tại tinh vẫn đảo lưu lại đồ vật chỉ ít nhìn pho tượng này hắn cũng cảm giác chuyến đi này không tệ giang giật đừng quỳ vào đi một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến giang giật lau khô nước mắt ngẩng đầu lần nữa ngắm nhìn gương mặt này, hắn mỉm cười, đứng dậy trực tiếp hướng phía bắc một tòa chính điện đi đến. Nhiếp chính vương đại nhân, chính điện bên ngoài có một đám nữ đệ tử, còn có hai tên trưởng lão, một người trong đó là Giang Giật người quen biết cũ, lần trước cùng Giang Giật cùng một chỗ truy tìm hướng tiểu hồ ly trưởng lão. Mọi người thấy Giang Giật nhanh chân đi đến đều không người hành lễ, trưởng lão kia mang theo Giang Giật hướng chính điện đi đến, lưu lại một đám đôi mắt đẹp lóe sáng nữ đệ tử. Chính điện rất xa hoa, đáng tiếc thủy u lan không trong chính điện kia nhìn không ra niên kỷ trung niên trưởng lão mang theo giang giật xuyên qua chính điện tiến vào một trong đó điện tiếp lấy lại xuyên qua bên trong điện tiến vào một tòa toàn bộ tinh vẫn đảo cao lớn nhất trong cung điện nhiếp chính vương đại nhân chính ngươi lên đi không có quán chủ mệnh lệnh cái này thông thiên các chúng ta cũng không thể đi vào trưởng lão hướng giang giật hạ thấp người hành lễ lui xuống thông thiên các tốt đại khí danh tự giang giật còn không có tiến vào tinh vẫn đảo lúc liền thấy tòa này cung điện to lớn cũng âm thầm phỏng đoán đây nhất định là Thủy U Lan chỗ cư trú. Hắn nhấc chân bên trong đi đến, phát hiện một tầng trống rỗng, bên cạnh có cái hình đinh ốc thang lầu, uốn lượn mà lên. Thông thiên các hết thảy 9 tầng, giang giật trên đường đi tầng cao nhất, bởi vì hắn tại phía trên nhất cảm nhận được Thủy U Lan khí tức. Quả nhiên, các loại chờ giang giật đạp vào tầng cao nhất, phát hiện một người mặc áo trắng nữ tử chính nghiêng người đối hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua cảnh sắc bên ngoài. Giang giật nhìn qua hai lần Thủy U Lan ngưng tụ hư ảnh, giờ phút này nhìn kỹ, phát hiện bản thân nàng so hư ảnh càng xinh đẹp, loại kia khí chất bẩm sinh, nhìn một chút tựu cả đời khó quên. Giống như tô như tuyết cho người ta cảm giác là một đóa băng sơn bên trên tuyết liên hoa, thanh lãnh diễm mỹ, thủy u lan liền là một đóa mẫu đơn, tráng lệ, ung dung hoa quý, còn có một loại hoa trung chi vương bá khí. Giang giật còn không có hành lễ, thủy u lan đột nhiên quay đầu lại, khẽ hé môi son, nhàn nhạt, nhạt nói ra, người không có bái sai, nàng đích xác chính là của người mẫu thân, mà lại. Người cũng không có đoán sai, mẫu thân người rất có thể không có chết. mươi 389, người tốt, ta gọi y phiêu phiêu. Cái gì, Giang giật toàn thân chấn động, hắn đến tinh vẫn đảo muốn hỏi nhất sự tình chính là cái này, không nghĩ tới vừa mới nhìn thấy Thủy U Lan, nàng liền cho hắn một kinh hỉ. Hắn liên thanh dò hỏi, quán chủ, người khả năng này tính lớn bao nhiêu. Thủy U Lan cười nhạt một tiếng, duỗi ra một cái như ngọc tay, làm thủ thế nói, bảy thành. Ông, Giang giật đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần, Thủy U Lan nhân vật như vậy làm sao có thể không có việc gì đùa hắn mà lại nàng nói chuyện khẳng định còn sẽ có chỗ bảo thủ, sở dĩ Hi Phiêu Phiêu còn sống khả năng cao tới 8 chín thành. Kia, hắn nuốt một miếng nước bọt có chút run âm thanh mà hỏi, đã mẫu thân không chết, kia vì sao? Nàng muốn giả chết nàng không chết, giờ phút này lại tại làm sao vì sao đã nhiều năm như vậy, nàng đều không có tới gặp ta. Giang giật, đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói một cái cố sự đi. Thủy U Lan khoát tay áo, thân thể chuyển hướng ngoài cửa sổ, dừng một hồi, mới U U nói ra, hơn 20 năm, ta còn không phải Thủy Nguyệt Quan quán chủ, cũng không phải kia một đời đệ tử kiệt xuất nhất, bất quá sư phụ rất thích ta, lão nhân gia nàng thọ nguyên sắp tiêu hao hết rồi, sở dĩ cố ý định ta là quán chủ. Lúc ấy của ta đại sư tỷ đã đạt đến kim cương cảnh, nàng biết được sư phụ ta muốn chuyển vị cho ta về sau, giận tím mặt, để cho người ta đem ta dẫn tới tinh vẫn đảo phía đông hải vực, dẫn tới một đám hải yêu muốn mượn hải yêu chém giết ta. Ta dục huyết phấn chiến, liều chết chém giết tất cả hải yêu, cũng người bị thương nặng, đúng lúc này đại sư tỷ xuất hiện. Hải yêu không có giết chết ta, đại sư tỷ quyết định tự mình xuất thủ chém giết ta, ta lúc ấy thực lực chỉ có thần du đỉnh phong, đừng nói người bị thương nặng, coi như toàn thịnh thời kỳ cũng không phải đại sư tỷ đối thủ. Tại ta lúc tuyệt vọng, phía đông trên biển bay tới một cỗ cự liễn, đây cũng không phải là thiên tinh đại lục cổ thần chiến xa, mà là chân chính cự liễn, kéo lấy cự liễn vẫn là hai cái tứ dài yêu vương. Cự liễn ngồi lấy một nữ tử, một cái đời ta gặp qua nhất có khí chất nữ tử. Nàng liền là mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi đã cứu ta, một chiêu đem đại sư tỷ đánh thành trọng thương, đại sư tỷ trốn về tinh vẫn đảo, ác nhân cáo trạng trước, còn xin cầu tiềm tu nhiều năm cung phụng xuất thủ. Các loại chờ trong quán cường giả chạy đến, ta đang muốn giải thích cái gì, mẫu thân ngươi lại ngang nhiên xuất thủ, một người độc đấu cung phụng cùng sư phụ ta, thế mà còn hoàn toàn áp chế các nàng, cuối cùng triệt để đem các nàng đánh cho chịu phục. Sau đó, đại sư tỷ xem thời cơ không đúng, khóc ròng ròng ngay trước gần vạn con em trước mặt, giống như sư phó cùng ta quỳ cầu xin tha thứ, biểu thị nhất định đau nhức đổi toàn bộ không phải là, cũng không tiếp tục tranh quán chủ chi vị, toàn tâm phụ tá ta. Ta không đành lòng tha thứ nàng, hướng sư phó cầu tình, nhưng mẫu thân ngươi lại đột nhiên xuất thủ chém giết ta đại sư tỷ. Mẫu thân ngươi tại Thủy Nguyệt Quan ở một ngày, trong đêm cùng ta hàn huyên một canh giờ, để cho ta thẻ 3 năm bình cảnh mai kia đốn ngộ, đột phá kim cương cảnh. Một năm kia ta 25 tuổi, ta cho là ta là trong lịch sử nhỏ tuổi nhất đột phá kim cương cảnh thiên tài, không nghĩ tới sau đó mới biết được mẫu thân người một năm kia mới 17 tuổi. Mà cảnh giới của nàng đã sớm đạt tới kim cương cảnh ngũ trọng, trên thân chí bảo nhiều vô số kể, thực lực tổng hợp. Thiên Tinh Đại Lục vô địch, về sau mẫu thân người đi Thiên Tinh Đại Lục du ngoạn, một đường náo động lên rất nhiều chuyện, tỉ như đem đại thiện sư Phật Đường Đập đem thanh long hoàng triều quang minh điện bảng hiệu cho đập nát các loại chờ nàng cho đại lục cường giả ấn tượng liền là một cái ngang ngược không nói lý siêu cấp gia tộc tiểu thư kỳ thật ta nhất hiểu nàng nàng chưa từng gây chuyện nhưng ghét ác như cừu không trêu chọc nàng nàng sẽ không trêu chọc bất luận kẻ nào một khi trêu chọc nàng chọc giận tới nàng nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình chuyện về sau ngươi hẳn phải biết một chút mẫu thân ngươi gặp giang biệt ly hai người sinh ra tình cảm yêu nhau mẫu thân ngươi vì giang biệt ly làm rất nhiều chuyện cuối cùng lại bị hắn đâm một kiếm, nàng tổn thương thấu tâm, người mang lục giáp, đi xa thiên nhai, cuối cùng ẩn cư tiểu trấn đem ngươi sinh xuống tới. Sinh hạ ngươi về sau, năm thứ hai nàng ra ngoài rồi một chuyến, đi ngang qua tinh vẫn đảo, ta lúc ấy đã trở thành thủy nguyệt quan quán chủ, nàng cùng ta tâm tình một đêm, nói rất nhiều chuyện, còn lần nữa chỉ điểm ta một phen, để cho ta ở sau đó trong vòng mấy tháng, thực lực lần nữa tiêu thăng. Nàng đi một chuyến hải bên kia, mấy tháng sau trở về, ôm trở về tới một cái bé gái cũng chính là thị nữ của ngươi Giang Tiểu Nô. Tiểu Nô, Giang giật nghe đến đó, toàn thân chấn động, Tiểu Nô quả nhiên lai lịch phi phàm, lại không phải thiên tinh đại lục người, kia nàng hẳn là đặc thù chủng tộc, là mẫu thân nàng cố ý ôm trở về đến, cho hắn làm thị nữ. Ánh mắt của hắn chuyển động vài vòng, trầm giọng nói kia quán chủ như thế nào kết luận, mẫu thân của ta rất có thể còn sống. Bởi vì cái này, Thủy U Lan cổ thần nguyên giới đột nhiên sáng lên, trong tay xuất hiện một cái mục điêu, cái kia mục điêu vậy mà cùng phía ngoài bạch ngọc pho tượng giống nhau như đúc, bất qua cái này mục điêu rất nhỏ, một cái tay có thể nắm chặt, cái này mục điêu khác đến càng tinh tế hơn, thần vận mười phần. Thủy U Lan đem cái này mục điêu đưa cho Giang giật nói, đây là mẫu thân ngươi cho ta, nàng còn để lại một câu, giống như. Ngươi có thể dựa vào năng lực của mình, đi vào tinh vẫn đảo, vậy liền đem cái này mục điêu cho ngươi. Nàng lưu lại mục điêu về sau, trở về không bao lâu, ta người tự dò xét đến nàng về cõi tiên, cái kia mộ địa ta tự mình đi dò xét qua, bên trong rỗng tuếch, mẫu thân ngươi thực lực cường đại, mặc dù bị Giang Biệt Ly đã thương tâm, nhưng là... Ta nhớ nàng tuyệt đối sẽ không chết bệnh, ông, Giang giật con mắt lại sáng lên, hắn hai tay run run tiếp nhận mục điêu, ôn nhu ma sát mục điêu bên trên mặt, khóe miệng ngậm lấy ý cười. vuốt ve một trận, hắn lần nữa ngẩng đầu lên nói, quán chủ, nếu như ta mẫu thân không chết, có phải hay không hồi trở lại gia tộc của nàng đi nàng có thể cùng ngươi nói nàng đến đến chỗ nào còn có. Nhiều năm như vậy nàng đều chưa từng trở về, có phải hay không có cái gì nan môn chi ẩn nàng có thể từng cùng ngươi đề cập qua cái gì? Không biết, Thủy U Lan lắc đầu, khẽ thở dài, không có ai biết nàng đến đến chỗ nào, có lẽ. Giang Biệt Ly biết rõ, nàng vì sao chưa có trở về việc này ta càng không biết, hết thảy chỉ có dựa vào chính ngươi đi dò xét, ta biết cứ như vậy nhiều. Nha, Giang giật không hỏi thêm nữa, cúi đầu nhìn qua trong tay Mộc Điêu, Thủy U Lan nhìn thấy hắn kinh ngạc nhìn qua Mộc Điêu không nói một lời, khe khẽ thở dài trực tiếp đi xuống thông thiên các, lưu lại giang giật một người. Giống như người có thể dựa vào năng lực của mình, đi vào tinh vẫn đảo, vậy liền đem cái này mộc điêu cho ngươi. Giang giật nhìn thật lâu, trong đầu hiển hiện y phiêu phiêu lưu cho Thủy U lan lời nói, hắn cao mày, hồ nghi thì thào, ta theo tiểu đan điền tự bị phong ấn, giống như không phá giải phong ấn, căn bản không có biện pháp dựa vào chính mình đi vào tinh vẫn đảo. Cái này phong ấn coi như không phải mẫu thân phong ấn, nàng thực lực như thế tuyệt đối biết rõ cái này phong ấn tồn tại, chẳng lẽ nàng ý tứ. Ta chỉ có tu luyện đến cảnh giới nhất định, mới có tư cách được biết chuyện của nàng giống như không có cách nào tu luyện tự cả một đời bình an tại thiên võ thành vượt qua như vậy cái này mục điêu nội ứng nên tự ẩn giấu đi mọi chuyện cần thiết. Giang giật trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, hắn đột nhiên vận chuyển nguyên lực bao lũng toàn bộ mục điêu, ánh mắt cũng khẩn trương nhìn chằm chằm mục điêu, chờ mong cái này mục điêu xuất hiện dị trạng. Ông, hắn suy đoán không sai, Mộc Biêu bỗng nhiên phát sáng lên, bày ra đến giang giật đôi mắt đều không mở ra được, nhưng một giây sau Mộc Biêu đột nhiên biến mất trong tay hắn. Tại hắn thất kinh thời điểm, phía trước đột nhiên ngưng tụ ra một cái bóng mờ, một cái tuyệt mỹ nữ tử, mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn qua hắn, ôn nhu mở miệng nói con của ta, người tốt. Ta gọi y phiêu phiêu, là người cái kia không xứng trước mẫu thân.